Chương 11. Khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Tào An, Giang Đào tình cờ đi đến ngay dưới ánh đèn đường. Đang dưới ánh đèn này, thật khó để cô dùng một nhát dao mà cắt đứt ý định tiếp tục theo đuổi của Tào An. Xét về ngoại hình, nếu Trương Dương chỉ là một con chó săn bình thường trong thôn, thì Tào An là một con sói thực sự, một con sói đầu đàn khổng lồ trong anime. Giang Đào có thể can đảm xua đuổi con chó săn bình thường, nhưng nếu cô gặp phải một con sói đầu đàn cô có thể sợ hãi đến mức không thể nghĩ đến việc chạy trốn. Nói cách khác, nếu Tào An áp dụng cách theo đuổi của Trương Dương, thì chỉ mất một hoặc hai tuần là Giang Đào bị phanh thay ngay. Nhưng Tào An không làm thế, anh vẫn giữ lịch sự và cho cô quyền lựa chọn. Anh cũng đã giúp cô một việc lớn. Giang Đào sợ anh, nhưng cô cũng thật sự không ghét anh. Cô nhìn xuống màn hình, một đôi chân dài đột nhiên bước tới trong tầm mắt của cô, cách vài bước liền dừng lại trước mặt cô. Vài phút trước Giang Đào còn thấy đôi chân này. Ánh mắt cô từ từ nhìn lên dọc theo đôi chân ấy, lướt qua vòng eo thon gọn của anh, cuối cùng dừng lại ở ngực anh. Giang Đào không có kinh nghiệm về tập gym, chỉ vô tình lướt qua mấy bức ảnh vài người đàn ông tập thể hình trên mạng. Đúng là cơ bắp có thể ký, cơ thích hóc môn trong cơ thể cô, nhưng nếu họ có thêm gân xanh thì cô chỉ ước gì mình chưa từng nhìn thấy. Cô không biết dưới lớp quần áo của Tào An ẩn chứa những loại cơ bắp nào chỉ đơn giản là anh quá cao to cường tráng khiến cô vô cùng căng thẳng chưa kể anh lại có nét mặt sắc bén như vậy ngồi ăn ở bàn đối diện cũng không dám nhúc nhích anh giống như một con sói khi anh bước lại gần giống như là một con sói đang tiến tới hơi thở của con sói rơi trên đỉnh đầu cô đôi mắt của nó phát ra những tia u ám để kiểm tra con mồi hàm răng sắc nhọn có thể nghe ra bất kỳ lúc nào tất nhiên tào an không phải là một con sói thật sự nhưng trong ánh mắt của một số đàn ông thì phụ nữ là con mồi Giang Đào có thể trực tiếp đối mặt với vết thương đẫm máu của bệnh nhân, nhưng cô lại không thực sự gan dạ lắm. Khi đi đường ban đêm, cô sẽ cảnh giác với những người đàn ông xuất hiện xung quanh mình. Lúc cô còn chưa biết danh tính của Tào An trong nhà hàng, cô có vô tình nhìn Tào An. Khi hai người nhìn nhau, cô liền lo lắng không biết người đàn ông này có phải là ông trùng sẽ gây rắc rối cho mình, ép mình uống rượu với hắn ta như trong phim truyền hình không. Có lẽ là cô đã quá tự luyến và nhiều trí tưởng tượng, nhưng cô là người có tính cách như vậy mỗi lần gặp Tào An, lý trí cô đều chia làm hai phần. Một phần tự nhủ rằng anh lịch sự, là một người đáng tin do y tá trưởng giới thiệu. Một phần tự mình nghĩ ra mấy viễn cảnh khiến bản thân hoảng sợ, chẳng hạn như anh đột nhiên tới gần cửa ngép cô, hay đưa cô lên xe chạy thẳng một mạch ra ngoài ô, sau đó thì... Cho nên khi cô nói hai người không phù hợp tức là nói thật lòng. Tào an hợp với một cô bạn gái vững vàng về tâm lý, hoàn toàn không sợ vẻ ngoài của anh mà thản nhiên ở bên cạnh anh hơn. Khó trả lời sao? Giọng nói ôn hòa của anh vang lên trên đầu cô. Giang Đào cứng đờ mà ngẩng đầu. Đèn đường chiếu vào mặt cô, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Tào An. Cô thấy ghé sao? Tào An giơ tay trái lên giúp cô che bớt ánh sáng, điều này không chỉ làm giảm độ sáng gây hại cho mắt cô y tá nhỏ, mà còn để cô nhìn rõ anh. Cảnh tượng ban đêm lại làm tăng thêm khí thế của anh, nếu anh có làn da trắng và thân hình gầy gò, anh chắc chắn sẽ giống như một con ma cà rồng. Nhưng anh cường tráng, làn da rám nắng như màu nâu lúa mì hoang dã, cho nên trong mắt Giang Đào, anh vẫn là một con sói đầu đàn khổng lồ kia. Sói thì nguy hiểm hơn vào ban đêm. Giang Đào không thể nhìn đối diện anh dù chỉ một giây, vì vậy cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, chân cũng lùi lại hai bước. Cô y tá nhỏ lo lắng nắm chặt túi sách và điện thoại di động, như thể cô đang bị bắt nạt. Ở đằng xa có một vài ánh mắt đổ về phía đây. Tào An dựa vào chiếc xe jeep màu đen, hai tay đút vào túi quần, một chân duỗi thẳng, đây là tư thế tùy ý thoải mái, ít nhất là trong mắt người qua đường, họ chỉ thấy một nửa tấm lưng anh nên nhìn như anh đang đứng nói chuyện với cô gái chứ không hề chặn đường cướp giật. Giang Đào cũng vì khoảng cách như này mà thả lỏng hơn một tí. Cô đi đến cột đèn đường, cứng ngắc nghiêng người, quay lưng về phía anh mà hỏi, anh vừa lái xe vừa nhắn tin sao? Tào An, không có. Tin nhắn đầu tiên đã được soạn trước. Tôi đậu xe ở bãi đậu xe phía trước khi cô lấy điện thoại ra, tôi có thể nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu. Giang Đào đã hiểu, không có gì ngạc nhiên khi lúc nãy anh biết cô đang không vui. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng là người chú ý đến an toàn giao thông. Một tia lý trí này khiến Giang Đào nghĩ rằng việc theo đuổi này có thể suy nghĩ lại. Cô nắm chặt di động, trả lời câu hỏi của anh, "Tôi không ghét anh, nhưng tôi rất sợ anh. Tôi biết là không đúng, nhưng tôi không kiềm chế được nỗi sợ của mình." cũng giống như các công việc yêu cầu làm việc ở trên cao dù các biện pháp an toàn dù có tốt đến đâu thì con người cũng phải vượt qua rào cản tâm lý tào an tôi hiểu rồi giống như việc tôi biết cô sợ tôi cách tốt nhất là giữ khoảng cách với cô nhưng nếu làm như vậy tôi sẽ rất tiếc nuối giang đào cô vương nói rằng trước đây anh không như vậy hiện tại là vì anh sốt ruột để kết hôn sao tào an không phải tôi vẫn luôn độc thân cũng không có qua lại với ai gặp được người hợp duyên nên muốn thử theo đuổi Giang Đào, này là lỗi của cô, bởi vì cô là đối tượng xem mắt hợp duyên với anh. Tào An nhìn sườn mặt của cô y tá nhỏ, trầm mặt vài giây nói: Tôi nói nghiêm túc đấy, nếu cô ghét tôi, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa, tôi sẽ xóa bạn bè với cô ngay lập tức. Còn nếu cô không ghét tôi, có nghĩa là còn có khả năng bồi dưỡng tình cảm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có khả năng trong tình yêu, hy vọng y tá Giang cho tôi một cơ hội. Giang Đào quay đầu nhìn lại lần đầu tiên nhìn thấy khả năng này. Chẳng lẽ những lần xem mắt trước đây của Tào An, ngoài những người không hợp duyên, còn có những biểu hiện hay hành động tỏ ra chán ghét anh sao? Điều này có vẻ hơi đáng thương. Không còn sớm nữa, bà ngoại đang đợi cô, cô về trước đi. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi nhé, nếu cô không muốn thì không cần ép buộc mình, không sao đâu. Đi qua cột đèn, Tào An nhẹ nhàng vuốt đầu cô y tá nhỏ. Giang Đào sững người, phía sau lưng truyền tới bước chân mở cửa xe. Không lâu sau, chiếc xe Jeep màu đen lại lái xe đi. Lần này không có tin nhắn từ WeChat gửi đến. Giang Đào trở về tiểu khu. Bình thường cô sẽ đi xe buýt về nhà, bà ngoại cũng không nghĩ cô về muộn. Giang Đào vừa rửa tay xong, bà ngoại đã đem đồ ăn tới ra. Sao cháu có vẻ không vui lắm? Hôm nay làm việc không tốt sao? Bà ngoại ngồi đối diện quan sát cháu gái cô không giỏi che giấu suy nghĩ của mình trên đường về giang đào đã nghĩ về điều đó hầu hết các cuộc xem mắt đều là để kết hôn điều này khác với tình yêu rất nhiều cuộc gặp mặt là do trưởng bối sắp xếp nói cách khác cho dù cô quyết định cho tào an một cơ hội thì cuối cùng tào an cũng phải vượt qua ải bà ngoại thêm một lần nữa một bà cụ cao khoảng một m năm như vậy chắc hẳn sẽ kém gan dạ hơn cô nhỉ nếu bà ngoại không đồng ý tào an thì cô cũng không cần thông cảm cho tâm tình của anh nữa, dù cô có miễn cưỡng chính mình chấp nhận Tào An vì sự lịch sự của anh, nhưng sẽ không tác động được bà ngoại. Trong khi ăn, Giang Đào kể về buổi hẹn hò xem mắt do y tá trưởng giới thiệu với cô, bao gồm cả những chuyện liên quan tới Tào An. Bà ngoại rất hài lòng với học vấn, tính cách và điều kiện gia đình của Tào An, ngoại trừ việc anh ấy trông dữ dằn quá mức trừu tượng. "Cháu có ảnh chụp không? Cho bà xem." Giang Đào quả thực không có tấm ảnh nào bà ngoại, vậy giờ cháu hỏi thằng bé đi, dù sao nó cũng phải vượt qua cửa ải của bà. Chuyện lớn như vậy, nếu tối nay không có được ảnh, cô sẽ không được ngủ. Bà cô rất muốn xem Tào An trong hung dữ như thế nào. Giang Đào không còn lựa chọn khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Tào An. Tôi đang nói chuyện với bà tôi, bà muốn xem ảnh của anh. Sau khi gửi, cô khẽ cắn môi nhắn thêm, không muốn cái của 10 năm trước. Tào An, mấy giờ bà cô ngủ? Giang Đào, không rõ, sao anh lại hỏi vậy? Tào An, tôi muốn đi qua gặp bà cô, nhìn ảnh chụp thì quá phiến diện. Giang Đào nghĩ thầm, chắc anh thấy bức ảnh của mình quá đáng sợ, cho nên anh muốn tới gặp mặt trực tiếp để lấy điểm bằng phép lịch sự đúng không? Anh đúng là không có hiểu gì về khí thế hung dữ của mình. Giang Đào để bà ngoại chọn. Bà ngoại cười, thằng bé muốn tới thì tới, mấy giờ bà cũng đợi. Tào An, đến thẳng nhà cô hay là chọn một nơi ở ngoài? bà ngoại, đến nhà mình đi, chúng ta một già một trẻ. Nếu cậu ấy xấu xa thật, kiểu gì chẳng tìm được cháu. Giang đào tạm thời làm người trung gian giữa hai người. Tào An, được, khoảng nửa tiếng nữa tôi tới. Giang đào gửi địa chỉ cụ thể của nhà cô qua cho anh. Khách tới nhà thì nên dọn dẹp, nhưng bà cô là một người sạch sẽ, luôn dọn dẹp nhà cửa. Trừ bát đổ bữa tối của Giang Đào, tối nay không cần vì đón tiếp Tào An mà chuẩn bị thêm gì. Gian Đào đi rửa chén. Bà ngoại mở tivi, đổ thêm một dĩa hạt dưa, sau đó kêu Giang Đào rửa trái cây. Giang Đào có chút lo lắng, sợ rằng Tào An sẽ dọa bà cô. Ở tuổi 70, tim bà không còn mạnh khỏe như những thanh niên trẻ tuổi nữa. Bà ngoại, coi bà là cháu à bà dám xem phim ma, à, cháu có dám không? Giang Đào không dám. Cô không có tâm trạng xem tivi, cứ một lúc lại nhìn vào điện thoại. 9 giờ 5 phút Tào An gửi tin nhắn, tôi đến rồi. Giang Đào đứng dậy, bà ngoại tạm dừng tivi, đi theo cháu gái ra mở cửa. Mở cửa ra trống không, Giang Đào nghi hoặc bước ra ngoài liền nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen dừng dưới cửa sổ phòng bếp. Khi đóng cốp xe lại, Tào An tay sách đầy đồ đi về phía cô. Trong ấn tượng của Giang Đào, Tào An dường như không hay cười, ít nhất là cô chưa từng thấy anh cười trước đây. Nhưng lúc này Tào An thật sự nặng ra một nụ cười với người phía sau cô, muộn vậy mà cháu còn tới đây quấy rầy bà nghỉ ngơi. Giang Đào Tuy giọng điệu của anh rất lịch sự, nhưng cô vẫn cảm thấy Tào An không cười thì càng tốt hơn. Anh không cười thì giống một con sói đang im lặng nhìn chằm chằm vào con mồi. Còn khi anh cười, nó sẽ trở thành mi dám mạo phạm ta ư, có chạy đằng trời mi cũng không thoát được đâu. Con mồi không thể chạy thoát, sói cần gì phải buồn. Một khi vui thì tất nhiên phải cười rồi. Giang đào nhìn bà bà ngoại chỉ cao một m năm ngơ ngác nhìn Tào An càng lúc càng đến gần mình. Tào An càng đến gần, đầu bà càng ngẩng cao hơn. Giang Đào cố gắng đứng trước che chắn bà. Kết quả cô chỉ mới che được một nửa đã bị bà đẩy ra. Bà khôi phục lại tinh thần, khách sáo tiếp đón Tào An. Đêm khuya rồi mà bà vẫn gọi cháu đến, đến thì cứ đến thôi, mang theo những thứ này làm gì. Tào An vẫn duy trì nét mặt tươi cười, đây là lần đầu tiên cháu đến thăm bà, không thể đến tay không được cả. Giang Đào nhìn vào tay anh, thấy tay trái anh cầm một thùng sữa bò và một thùng sữa chua, tay phải cầm theo ba túi quà trông rất đắt tiền, trong đó có trà, nhân sâm, không biết túi giữa là gì. Mua tất cả những thứ này trong 30 phút, chẳng lẽ vừa nãy anh đang ở trong trung tâm mua sắm sao? Trong lúc cô sững sờ, bà ngoại đã đưa Tào An vào trong nhà, nhưng Tào An quay lại nhìn cô một cái như dục cô đi theo. Giang Đào đi tới với tâm trạng phức tạp. Giang Đào có một người gì lấy chồng ở thành phố khác, chỉ về thăm nhà vào những ngày lễ, nhưng nhà vẫn chuẩn bị dép cho gì. Bà ngoại lấy cho Tào An một đôi dép mới. Giang Đào đứng nhìn từ cửa, thân hình Tào An hoàn toàn che khuất bà ngoại, xung quanh chỉ có tiếng bà ngoại nói không ngừng, nghe có vẻ không những không sợ Tào An mà lại còn rất hài lòng. Chương 12 Căn hộ của bà ngoại được xây vào những năm 1980. So với hiện nay, đây là một ngôi nhà cũ kỹ điển hình. Khu vực này thuộc khu học chánh tốt, vì thế cũng có giá kha khá. Khu học chánh tiếng Anh, School District, bất động sản có vị trí gần các trường học chất lượng để con cái được đi học đúng tuyến ở trường tốt, thường giá nhà rất đắt đỏ. Nhưng thực sự cũng không có giá trị mấy, tuy nằm trong khu học chánh nhưng cũng chẳng thể có nhiều tiền vì nó chỉ là một căn hộ cũ bình thường. Giang Đào mới đi làm không lâu, bà ngoại cũng không có nhiều tiền tiết kiệm nên hai bà cháu không có điều kiện để đổi nhà. Kể từ khi Giang Đào có nhận thức, cô đã sống ở đây. Cô thích người bà luôn vui vẻ và những ký ức ấm áp quý giá. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét về nơi này, nhưng bây giờ có người lạ đến nhà, là một đối tượng xem mắt có điều kiện tài chính rất tốt. Giang Đào lúng túng ngồi trên ghế sofa, vô thức quét mắt nhìn qua bức tường sau tivi, chỗ đó có một khe nứt kéo dài từ trần nhà đến chính giữa bức tường. Sửa chữa quá phiền phức nên bà ngoại nhanh trí treo một khung hình cưới lớn của chú dì lên, nhưng phía trên và dưới khung hình vẫn có thể nhìn thấy vết nứt phía nam phòng khách là phòng bếp, cửa phòng bếp là cửa kéo, cánh cửa này cùng tuổi với ngôi nhà, trên kính có dán một ít bông hoa nhưng đã bị bóng tróc rất nhiều. Theo lời bà ngoại, 90% những mảnh tróc đó là tác phẩm của cô và em họ, hồi đó Giang Đào 3-4 tuổi, sau này cô hiểu chuyện không phá nữa thì đến lượt em họ phá. Hầu hết gạch lát ốp trong phòng khách đều còn nguyên vẹn, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được một số hư hỏng nhỏ. Bàn trà và ghế sofa đều làm từ gỗ đỏ nguyên khối nước sơn đã phai màu nên dì cô luôn muốn đổi sang một bộ sofa bằng da, nhưng bà ngoại không muốn vì bà thích những loại gỗ cũ này. Tủ tivi chất đầy khung ảnh nhỏ, có ảnh chụp chung của hai bà cháu và rất nhiều ảnh chụp một mình Giang Đào. Giang Đào muộn màng nhận ra, trong số những bức ảnh có một tấm cô chụp ở Thiên An Môn, một cô bé học sinh tiểu học 7 tuổi đeo khăn quàng đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nhưng nếu không súng một chiếc răng cửa thì có lẽ sẽ tốt hơn. Khi phát hiện ra tấm ảnh này, sự xấu hổ đã đạt tới đỉnh điểm, Giang Đào hận không thể lấy thân mình để giúp bà che vết nứt dài trên tường kia. Tào An ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu trò chuyện bà ngoại. Còn Giang Đào chỉ là người ngồi nghe. Cháu lớn lên rất đẹp trai, sao cháu vẫn chưa có bạn gái? Là do bà quá gan dạ, những người khác đều sợ cháu. Có gì đâu phải sợ, ngũ quan trời sinh có nét đẹp có nét xấu, có người khuôn mặt tử tế, thì cũng phải có người khuôn mặt hung dữ như cháu. Người trẻ tuổi chưa hiểu biết, nhưng ở độ tuổi của bà, bà đã gặp qua rất nhiều người. Bà không phiền là được cả, trên đường tới đây, cháu luôn lo lắng cháu làm bà sợ. Vậy cháu và Tiểu Đào nghĩ về việc đến với nhau đi. Tào An liền liếc nhìn Giang Đào. Giang Đào! Để tôi lấy cho anh ly nước. Cô cứng ngắc rời khỏi ghế sofa, lén trừng mắt với bà ngoại sau đó đi đến tủ lấy ly giấy dùng một lần rồi rót nước vào. Rót được nửa cốc, Giang Đào rủ mắt đưa nó cho Tào An Tào An, cảm ơn Giang Đào tiếp tục làm người ngồi nghe Bà ngoại mỉm cười nhìn Tào An Sao mà cháu cao thế Chia cho bà 10cm thì tốt quá Tào An, là do di truyền ạ à, Bà cũng không thấp đâu Bà của cháu cũng cao sắp xỉ bà Bà của cháu bao nhiêu tuổi rồi Có khỏe không Bà cháu sinh năm 1938 Không khỏe mạnh như bà đâu bà ấy đã mất hơn mười năm rồi ạ à. hay vậy là giống ông ngoại tiểu đào ông ấy mất sớm lúc đó tiểu đào còn chưa ra đời ông ngoại qua đời vì bệnh ngoài ý muốn ạ à? vì tai nạn xui xẻo uống say đi xe đạp nên tự ngã thôi chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa vâng nghe gian đào kể cô ấy do bà nuôi nấng nhiều năm như vậy đối với bà cũng không dễ dàng không sao tiểu đào rất nghe lời bà không phải lo chuyện học hành thi cử của con bé. Chưa kể con bé còn chủ động giúp bà làm việc nhà, mới 7, 8 tuổi đã phụ bà. Giang đào nghe đến đó vội vàng xen vào, giả vờ không vui nói, bà đừng nhắc những chuyện ngày bé của cháu nữa. Cô nói dối Tào An rằng cô không biết nấu ăn, cũng nhờ điều này mà không ít đối tượng hẹn hò trước đó đã từ chối cô. Bà ngoại không biết sự thật, nên chỉ nghĩ cháu gái mình đang ngại. Tào An trực tiếp đổi chủ đề, Trước đây cháu và Giang Đào có nói chuyện với nhau, chúng cháu đều học chung trường cấp 3, hơn nữa cháu lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Bà ngoại, vậy có nghĩa cả hai đều là học sinh giỏi. Giang Đào đỏ mặt, bà đừng nói thế, trường đại học của anh ấy giỏi hơn cháu rất nhiều. Tào An, do hôm đi thi cháu phát huy tốt thôi ạ, à, chứ nếu như bình thường chắc thi không đậu đâu. Bà ngoại, được rồi, hai đứa đừng khiêm tốn như vậy, bà là người bằng cấp thấp nhất, còn chưa học xong cấp 3. Tào An thời của bà và bây giờ khác nhau ạ. À? Bà ngoại là một chuyên gia xã giao, sau khi gặp Tào An liền nói chuyện không ngừng nghỉ, mới đó đã sắp 10 giờ. Giang Đào làm việc cả ngày nên giờ buồn ngủ. Tào An thoáng nhìn thấy cô ngáp, liền nói với bà, bà thêm quy trách của cháu đi, bà liên lạc với cháu lúc nào cũng được cả. Giang Đào. Bà ngoại lấy di động ra, hồi đó vì Giang Đào mua iPhone 5 nên để lại để chiếc iPhone 4S cho bà, giữa những ông bà cụ lớn tuổi Bà ngoại được xem là thời thượng, những món đồ điện mới bà cũng học cách dùng rất nhanh. Nickname của bà ngoại trên WeChat là Vương Mẫu Nương Nương. Bà nhìn qua Tào An đang ghi chú, cười giải thích ý nghĩa nickname của mình, Vương Mẫu Nương Nương thích bàn đào, vừa hay bà cũng có một tiểu đào, đặt tên như này vừa hợp vừa phong cách. Tào An, tên hay đó bà, bà dùng cũng thích hợp nữa. Trễ thế này rồi, bà mau nghỉ ngơi đi ạ, à, có cơ hội cháu sẽ qua đây nói chuyện với bà. Anh cất điện thoại đứng lên. Trong nháy mắt đã cao hơn bà một khoảng lớn. Bà ngoại nháo nháo cánh tay anh, kinh ngạc hỏi, cháu có hay tập thể dục không? Tào An, cháu không đến phòng tập tập thể dục. Bình thường cháu dậy sớm nên tự tập ở nhà. Bà ngoại gật đầu, đều là có ý thức rèn luyện. Tiểu đào nhà chúng ta thì lại lười quá, được ngày nghỉ chỉ ở lì trong nhà, tay chân gầy guộc cả ra. Giang đào. Cô nóng lòng đi lên trước mở cửa cho Tào An. Tào An liếc nhìn cô, cục mắt xuống thay giày. Bà ngoại không đi tới cửa, ở trong nói với Giang Đào, cháu đi tiễn Tào An đi, bà đi rửa mặt. Sau đó bà vẫy tay với Tào An rồi đi vào phòng tắm. Giang Đào không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay giày và theo Tào An ra ngoài. Xe của anh đậu ở tầng dưới, một chiếc xe địa hình màu đen to lớn như người của anh. Giang Đào đứng ở ngay ngoài cửa, không định đi xa hơn, vì cô không muốn tiễn anh đến tận xe. Tào An cầm chìa khóa trong tay, cúi đầu nhìn cô, bà cô thật gan dạ và hài hước, trước khi tôi đến đây, tôi đã lo bà sẽ giống cô. Giang Đào không biết nên nói cái gì. Tào An, vậy tôi về đây, cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời lại tôi. Giang Đào gật gật đầu. Tào An bấm nút mở khóa xe, đèn xe sáng lên, Giang Đào đã quay đầu đi. Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô y tá nhỏ ở phía trước rồi quay đầu xe. Giang Đào đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách, cô vào nhà. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô buồn bực nhìn bà ngoại đang lau mặt hỏi, trò chuyện vui vẻ như vậy, bà thích anh ấy sao? Bà ngoại, thích chứ? Bà đã già rồi, nếu bà trẻ ra bốn năm chục tuổi, cháu không muốn thì bà muốn cậu ấy. Giang Đào không còn lời nào để nói. Điều kiện của Tào An rất tốt, nếu bên đàn gái không sợ anh thì không có lý do gì để từ chối. Sau khi lau sạch nước trên mặt, bà ngoại tiếp tục đắp mặt nạ. Sau khi đắp xong còn giới thiệu cho cháu gái, hãng này gì cháu mua rất tốt, cháu cũng dùng đi. Đừng có nghĩ còn trẻ tuổi mà không trân trọng làn da của mình. Nói xong bà ngoại ra sofa ngồi tiếp tục xem tivi. Giang đào nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, cô mang một chậu nước ra ngâm chân cho bà, rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Cô vừa đi tới, bà liền tắt tivi để chuyên tâm trò chuyện, tiểu tàu nhìn có chút hung dữ, bà có thể hiểu cháu sợ cậu ấy nhưng bà thật sự cảm thấy cậu ấy rất tốt gia cảnh thì khỏi bàn trình độ học vấn của cậu ấy tương đương với cháu tính cách cũng tốt nhớ lại mấy lần xem mắt trước đây thử xem không có ai học trường đại học tốt bằng trường cháu những người học ở trường đại học danh tiếng thì đều ở lại thành phố lớn để làm việc đương nhiên trình độ học vấn không thể nói lên mọi thứ nhưng những chàng trai mà bà gặp qua học lực họ chỉ ở mức trung bình tất cả đều có chút mông lung rõ là đã không có tài cán gì còn tính cách cũng không tốt nếu họ có thích cháu thì cũng chỉ vì khuôn mặt cháu. Giang Đào, cháu cũng nhìn vào khuôn mặt mà, nếu khuôn mặt không làm cháu hài lòng thì cháu cần gì phải tìm hiểu nữa. Bà ngoại, đàn ông nhìn ngoại hình, phụ nữ nhìn ngoại hình là hai điều khác nhau. Phụ nữ thích khuôn mặt trước sau đó mới thích tính cách, nếu có tình cảm thì họ sẽ nghiêm túc. Còn đàn ông hả, hừ, thích khuôn mặt của cháu chưa chắc là đã nghiêm túc, có thể họ chỉ muốn ngủ với cháu thôi, một khi cháu có chuyện thì họ sẽ trốn đi ngay. Giang Đào, bà biết tào an không phải là người như vậy sao bà ngoại nếu cậu ấy chỉ vì khuôn mặt cháu thì cậu ấy sẽ không kiên nhẫn để nói chuyện với bà bà già rồi không còn minh mẫn người trẻ tuổi nói chuyện với bà thường sẽ nói qua loa có lệ nên bà có thể phân biệt được gian đầu cúi đầu rửa chân bà ngoại nhìn quanh căn phòng khách nhỏ của mình thở dài nói bà cũng là người bình thường hy vọng cháu có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn không cần phải quá giàu có dư giả ít nhất là không phải khổ sở ba cháu khi đó nghèo khó không có bản lĩnh không có khả năng chu toàn cho mẹ cháu kết hôn chỉ có thể thuê nhà ở sau khi sinh cháu ra thì chỉ biết gửi bà chăm sóc cháu nói cho cháu biết nếu không phải vì bị tai nạn sớm muộn gì hai đứa nó cũng ly hôn trong trí nhớ gian đào không có cha mẹ cô chỉ có thể nhìn qua số hình ảnh ít ỏi có trong nhà mẹ cô xinh đẹp như gì nhỏ bố cô cũng cao và đẹp trai nhưng những bức ảnh không thể phản ánh tính cách của họ Giang Đào chỉ có thể biết một hoặc hai điều từ lời nói của bà ngoại và dì cô. Đương nhiên, bà và dì sẽ không nói xấu mẹ, cùng lắm là ghét bỏ mẹ cô yêu mù quáng. Còn ba cô, ông là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong viện Phúc Lợi, đi lính ba năm, sau khi trở về làm bảo vệ trong công ty mẹ cô làm việc, trong mắt người lớn, ba cô chỉ có mỗi gương mặt là ưu điểm. Giang Đào không muốn đánh giá về tình cảm của ba mẹ mình, cô chỉ biết rằng cô được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc cô hơn 20 năm trời, so với tất cả mọi người, bà là người luôn hy vọng cô sẽ gặp điều tốt đẹp nhất. Cháu sẽ thử tiếp tục lại với anh ấy à? Bà ngoại gỡ mặt nạ xuống, nhìn chầm chầm cô nói, cháu thật sự muốn tiếp tục hay là vì nghe bà nói? Này, đấy là đối tượng của cháu thì phải do cháu tự quyết định. Tào An có điều kiện tốt, nhưng nếu cháu không có cảm giác gì, thì bà sẽ không ép cháu. Kết hôn không phải xem xét các điều kiện, mà trong lòng cháu phải thích đối phương, nếu không thì không thể sống chung với nhau được. Giang Đào cười cười, cháu vốn đang lưỡng lự có từ chối anh ấy hay không? Nếu bà hài lòng, cháu sẽ thử lại. Cô trao đổi chuyện này với bà là hy vọng tìm được một người hỗ trợ mình nghĩ ra cách giải quyết, như vậy sẽ tốt hơn là một mình cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trở về phòng ngủ, Giang Đào gửi tin nhắn cho Tào An, anh về tới nhà chưa? Tào An, vừa vào gara. Giang Đào, bà ngoại tôi rất thích anh, vậy chúng ta thử lại đi, tiếp tục cuộc xem mắt này. Tào An có vẻ đang gõ máy trả lời, nhưng đợi một lúc thì không thấy tin nhắn đến. Khoảng hai phút sau, Tào An hồi âm, hy vọng cô không quá miễn cưỡng. Giang Đào, không có, tôi vốn dĩ không ghét anh, mà vì tôi không chắc chắn mình có thể tiếp nhận anh làm bạn trai không, tôi sợ làm lãng phí thời gian của anh. Tào An, tôi cũng không lãng phí thời gian. Giang Đào ngẩn ra, điều này có nghĩa là gì? Chương 13 được người lớn tán thành việc hẹn hò sẽ bớt đắn đo hơn trước. Ví dụ như mới hôm qua tàu An thường đưa đón Giang Đào ở cổng phía đông tiểu khu, thì chỉ qua một đêm, hôm nay anh đã trực tiếp đổ xe dưới lầu năm để tới đón Giang Đào đi trực đêm. Gần 7 giờ tối, trong tiểu khu vẫn có rất nhiều người đi lại. Khi đi ngang qua chiếc xe jeep lớn màu đen, tất cả đều ngoái mắt nhìn. Bà ngoại muốn ra quảng trường, bà mặc một bộ đồ màu hồng cùng Giang Đào lên đường. Hai bà cháu vừa đẩy cửa ra. Phòng hàng xóm một trăm linh hai đối diện cũng ra ngoài, bà nội Lý dẫn đứa cháu trai ba tuổi đi trước, ông Lý đi đằng sau khóa cửa lại. Là hàng xóm hai mươi, ba mươi năm, Giang Đào mỉm cười chào hỏi. Bà Lý cười, tiểu Đào muốn cùng bà ngoại đi nhảy sao. Giang Đào, không phải ạ, à, hôm nay cháu phải đi làm ca đêm. Bà Lý nhíu mày tỏ vẻ lo lắng cho Giang Đào, làm y tá thì cái gì cũng tốt, nhưng ca đêm mệt mỏi quá, bây giờ còn trẻ thì chịu được nhưng về già thì không chịu nổi đâu. Để bà nói cháu nghe, hồi đó điểm cháu cao đáng lẽ ra cháu không nên làm y tá. Làm luật sư nhẹ nhàng hơn làm trong bệnh viện nhiều. Bà ngoại, nghĩ như bà thì bệnh viện đóng cửa hết. Bà Lý, bà xem bà kìa, không thích nghe tôi nói à tôi vì tiểu đào không phải sao, bằng đại học không thể đổi được thì khi còn trẻ đi thi làm công chức đi. Mẹ của tiểu thạc hồi học đại học quá tệ, nhưng nó thi công chức xong là được nhận vào làm ngay, bây giờ việc nhẹ nhàng sáng đi chiều về. Bà ngoại, nhẹ nhàng mà còn đưa tiểu thạc cho hai ông bà trong nhà. Bà Lý cười đến nở hoa đầy mặt, điều nên là mà, người trẻ vừa muốn kiếm tiền vừa muốn nuôi con, người già chúng ta phải giúp đỡ tụi nó. Đi thôi, ông bà dẫn tiểu thạc ra quảng trường chơi. Ông bà Lý rời đi trước, bà ngoại ở sau cười như không cười. Giang Đào chỉ cảm thấy nhàm chán, từ khi cô trở về, cô thường xuyên nghe thấy ông bà Lý khoe khoang với bà ngoại về con trai, con dâu và cháu trai của họ. May mắn là bà ngoại không ghen tị, nếu không bà sẽ điên cuồng thúc giục cô kết hôn, hy vọng cháu gái giúp mình nở mày nở mặt. Ôi trời giật cả mình. Bà Lý đi ra ngoài trước, bà vừa nhìn sang bên phải, không biết nhìn thấy gì mà một tay che mắt cháu trai, một tay kéo cậu nhóc qua một bên như muốn chạy trốn. Bà ngoại hả hay khi thấy người ta gặp họa, liếc nhìn Giang Đào. Giang Đào nhìn về nơi khác. Ra khỏi cửa tòa nhà, Giang Đào nhìn sang bên phải, quả nhiên là Tào An đang đứng bên cạnh chiếc xe Jeep, anh cao lớn và cường tráng, mặc toàn đồ màu đen, đứng ở đó với vẻ mặt vô cảm, nhìn là biết không dễ trêu chọc. Khu mặt vô cảm của anh thay đổi rất nhiều khi thấy bà của cô, lộ ra một vẻ mặt cười dữ tận khiến càng khó trêu vào. Ông bà Lý với cháu trai đứng cách đó không xa, vừa sợ vừa tò mò không biết người đứng dưới lầu là ai, vì tất cả mọi người ở tòa số 5 ông bà đều quen biết, nên ông bà đứng đó hóng chuyện. Tiểu Tào ăn cơm chưa? Bà ngoại không chút áp lực nào mà đi về phía Tào An, cười hỏi. Tào An cúi xuống nhìn bà, cháu ăn xong mới đến đây ạ. À? Bà ngoại, từ nhà cháu đến đây có xa không? Cứ thế này đưa đón tiểu Đào có phiền lắm không? Tào An, không sao ạ, à? cháu tự lái xe nên đi đâu cũng thuận tiện. Bà ngoại, được rồi, vậy hai cháu mau lên xe đi. Tào An, bà cũng lên xe đi ạ, à? cháu đưa bà đến quảng trường nhé. Từ đây qua đó cũng chỉ mất vài phút thôi. Bà ngoại, không cần không cần. Đi ra ngoài coi như là tập thể dục, đi bộ nhiều một chút mới tốt. Tào An gật đầu, nhìn Giang Đào rồi mở cửa xe giúp cô. Sau khi Giang Đào lên xe, Tào An chào bà một lần nữa rồi vòng qua ghế lái. Chiếc xe Jeep màu đen chậm chậm rời đi. Bà Lý lúc này mới hoàn hồn, để lại cháu trai cho chồng trông rồi đi đến bà ngoại hỏi, người này là ai vậy? đối tượng hẹn hò của tiểu đào à. Bà ngoại mỉm cười vừa đi vừa giải thích, tiểu đào được y tá trưởng giới thiệu cho xem mắt, vừa gặp nhau không lâu, chưa biết có khả quan không. Bà Lý, cậu ta làm gì thế? Nhìn không giống người đàng hoàng cho lắm. Bà ngoại cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói, mới đầu tôi cũng nghĩ giống bà, nhưng có câu nói đừng trong mặt mà bắt hình dông. Thằng bé tốt nghiệp trường đại học A, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, hiện giờ nó đang làm việc trong công ty của chính mình nếu không tôi chẳng dám để tiểu đào hẹn hò với nó tên của trường đại học a đủ để chứng minh năng lực của tào an trung tâm mua sắm quảng an cũng cho thấy điều kiện kinh tế của anh nếu anh thực sự là một ông trùng xã hội đen thì không thể vào được trường đại học a bà lý nghe xong cảm xúc trầm xuống không phục mà hừ một tiếng nhìn cậu ta cũng không còn trẻ nữa điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ tới phiên tiểu đào nhà bà chắc bà ngoại mắt đặc quá đầu nhìn ai cũng chướng mắt ông lý, bà lý, hai người đã gặp qua nhiều người ăn nói ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông như bà ngoại tiểu đào. Chồng mất sớm, không con trai, không cháu trai, ngôi nhà thì cũ nát, thế mà vênh váo cái gì? Trong chiếc xe jeep, Tào An chú ý đến những người dân trên đường. Sau khi rời khỏi tiểu khu, anh hỏi Giang Đào, vừa rồi là hàng xóm nhà cô. Giang Đào, đúng rồi, họ sống ngay đối diện chúng tôi. Anh có nghe chúng tôi nói chuyện sao? Tào An. Có nghe, kiểu người lớn này rất phổ biến, họ cũng không có ác ý gì. Họ chỉ muốn khoe khoang gia đình của mình thôi, quanh tôi cũng có người như thế. Giang Đào, họ hàng anh có nhiều lắm hả? Mỗi lần ăn Tết anh có bị dục kết hôn không? Tào An, họ hàng thân thích không ít, nhưng không ai thúc dục tôi, cũng không ai khoe khoang trước ông nội và ba tôi. Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện trong đầu Giang Đào, một phòng khách đầy những người họ hàng già trẻ lớn bé ông nội tàu ngồi trên ghế sofa đối diện họ khuôn mặt cô y tá nhỏ phản chiếu trên cửa kính xe khóe miệng hơi nhếch lên đã đến bệnh viện trước khi xuống xe giang đào nhìn qua tàu an sau này anh đều đưa đón tôi sao tàu an tôi có kế hoạch như vậy có thể chứ nhìn thấy ánh mắt hẹp dài của anh giang đào nhanh chóng tránh đi cô đã đồng ý thử lại dường như cũng không có lý do gì để từ chối cô chỉ tò mò một chuyện anh không bận việc sao Tào An, vẫn ổn, buổi sáng đưa cô đi xong là vừa lúc tôi đi làm. Buổi tối 6 giờ thì tôi thường trở lại nội thành, thành phố đồng không lớn, nên công việc cũng không bận như các thành phố lớn khác. Bắc Thượng Quảng có phồn hoa tiện lợi của Bắc Thượng Quảng, thành phố nhỏ cũng có sự thoải mái và an nhàn của nó. Bắc Thượng Quảng, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Với trình độ học vấn của Tào An, anh hoàn toàn có thể ở lại thành phố lớn, nhưng anh thích về quê hơn, xây dựng quê hương của mình cũng mang lại cho anh cảm giác thành tựu. 8 giờ sáng ngày hôm sau, khi Giang đào tan, làm Tào An đã đợi sẵn ở sảnh tầng 1. Sau khi lên xe, Tào An hỏi cô, cô có đeo bịt mắt không? Giang đào lắc đầu, lần trước anh đưa tôi để ở nhà, bình thường cũng không cần dùng đến. Trên xe buýt đông đúc khó có cơ hội chập mắt, ngay cả khi ngồi trên xe anh, quãng đường 10 phút cũng không đến mức cô có thể ngủ được ngay. Tào An mở hộp đựng đồ, lấy ra một chiếc bịt mắt tai thỏ giống hệt cái trước, mở ra đưa cho Giang Đào, cái này để sẵn trên xe, lần tới cần dùng cũng tiện. Giang Đào cầm lấy bịt mắt, hai tay ửng hồng, anh mua cái mới sao? Tào An, mua cùng lúc với cái trước, vì rẻ nên mua cùng lúc nhiều cái. Như vậy tức là không phải em họ tặng quà cá tháng tư, mà là ngay từ đầu anh ấy cố ý mua rồi đưa cho cô dùng. Trong lòng Giang Đào có chút bối rối, cũng may có thể đeo bịt mắt để giấu đi cô thoải mái dựa hẳn lưng vào ghế trước mắt là bóng tối tài nghe thấy tiếng anh khởi động xe chỉ là hẹn hò xem mắt mà thôi sao anh lại giỏi chăm sóc người khác như vậy thậm chí từ lần đưa đón đầu tiên cô đã phát cho anh tấm thẻ người tốt trước kia giang đào có xe mắt một người sau khi bị cô từ chối còn tưởng có thể cứu vãn anh ta còn gửi tặng cô hoa hồng giang đào nhìn những bông hoa hồng thì rất xấu hổ nhưng chiếc biệt mắt tào an đưa lại rất thiết thực nếu cô phải chọn một khuyết điểm thì cái biệt mắt này quá dễ thương cô cảm thấy hơi ngại khi phải đeo trước mặt người khác. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Jeep đã dừng lại trước cửa nhà cô. Giang đào tháo bịt ra và đựng lại trong hộp đồ. Hai người xuống xe, bà ngoại nghe thấy động tĩnh nên đi ra. Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Giang đào, mau đi ngủ đi, bà ra đây để tiếp tiểu tàu. Ánh mắt trời chói chang, Giang đào hơi nhau mắt, cảm thấy không thoải mái, gật đầu với tàu an rồi vào nhà. Cửa kính phòng bếp mở ra, mùi thức ăn thoang thoảng bay tỏa xung quanh. Tào An nhìn vào trông thấy cô y tá nhỏ đi ngang phòng khách để vào phòng ngủ. Bà ngoại, bà làm món trứng cuộn, cháu cầm theo đi đường ăn. Tào An muốn nói bà ngoại không cần khách sao, nhưng bà ngoại đã nhanh chóng đi vào. Món trứng cuộn bà mới làm xong liền cho vào túi để bảo quản, trứng được tráng vàng ươm bên ngoài, bên trong có cuộn thịt bằm và rau củ. Cháu cao to như vậy, cứ coi như đây là món ăn vặt. Dạ, cảm ơn bà. Khách sao làm gì, mau đi làm đi. Chạy xe chậm một chút nhé. Đã có trứng cuộn nên Tàu An chạy một mạch ra khỏi nội thành rồi dừng ở ven đường, xuống xe ăn. Không khí trong lành, cỏ dại trên mặt đất xanh tươi tốt, cách đó không xa có một nông trại trồng một cây đào, hoa đào đã nở được một nửa. Trong thành phố Đồng có một vườn bách thảo, không lớn lắm, trong đó đó có vài loại cây cảnh, hiện giờ cây mận, cây đào và cây hoa anh đào đang vào mùa nở rộ, thu hút rất nhiều người dân đến xem truyền thông thành phố cũng đăng một bài viết văn hay ảnh đẹp để tuyên truyền. Ăn trứng cuộn xong, Tào An dùng khăn giấy lau tay, ngồi vào ghế lái gửi tin nhắn cho bà, bà ngoại, thời tiết dạo này rất đẹp, cháu đưa bà đến vườn Bách Thảo đi dạo nhé. Bà ngoại cũng biết đánh chữ, nhưng bà thường thích dùng giọng nói hơn vì không kiên nhẫn sử dụng bàn phím nhỏ của điện thoại. Bà ngoại, thật tốt quá, nhưng có làm chậm trễ công việc của cháu không? Tào An, gần đây công trường không quá bận rộn, Hai ngày tới cháu có thể đi được. Bà ngoại, ngày nào bà cũng rảnh, khi nào thì cháu có thể đi? Tào An, ngày mai thì sao ạ? À, cháu xem dự báo thời tiết nói sẽ không có gió. Bà ngoại, được, lâu rồi bà chưa đến vườn bách thảo. Tào An, vậy ngày mai 9 giờ sáng cháu sẽ đến đón bà nhé ạ, à, đi xe chỉ hơn nửa tiếng, đến vườn bách thảo trời cũng nắng ấm. Bà ngoại, ok. Giang Đào ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô vùi trong chăn bấm điện thoại. Trong phòng bếp vang lên tiếng thái rau, Giang Đào rời giường, mặt chưa rửa mà nhanh chóng đi ra phụ bà. Bà ngoại có vẻ tâm tình rất tốt, vừa thái rau vừa ngân nga một giai điệu. Giang Đào, ngày mai cháu được nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Bà ngoại, cháu chậm chân rồi, bà đã có hẹn. Giang Đào nhìn sang, với ai ạ? À? Bà ngoại, tiểu tàu, cậu ấy đưa bà đi vườn bách thảo ngắm hoa. Giang đào sửng sốt, quả cà chua trong tay suýt nửa rơi vào bồn rửa. Anh, anh ấy sao đột nhiên rủ bà đi chơi? Bà ngoại, bí kiếp rủ một tặng một đó, bà chắc chắn sẽ đi, chẳng lẽ cháu bằng lòng để cho người khác chăm sóc bà sao? Giang đào. Bà ngoại cười vui vẻ, tiểu tàu trong hung dữ nhưng thực ra cậu ấy rất biết cách cư xử. Anh đối với cô cũng như vậy, ở nơi làm chắc anh cũng rất giỏi đối nhân xử thế. Một thanh niên trưởng thành lịch sự, bất cứ người lớn nào cũng sẽ thích. Chương 14. 7 giờ sáng, Giang Đào tự động tỉnh giấc. Xuyên qua khe hở của tấm rèm, cô có thể nhìn thấy bên ngoài nắng chói chang, chim sẽ không ngừng kêu ríu rít, xen lẫn xa xa là tiếng cười trẻ con cùng tiếng quát tháo của người lớn. Ngày nghỉ lúc nào cũng tốt đẹp, Giang Đào cầm điện thoại lên xem dự báo thời tiết hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 17 độ C, hôm nay đúng là ngày nóng nhất trong thời gian gần đây. Ngày mai nhiệt độ sẽ giảm, thứ bảy còn có biểu tượng mưa tuyết. Giang Đào mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo len màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt, để khi trời nóng dễ cởi ra. Sau khi thay quần áo, Giang Đào ra khỏi phòng ngủ, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bà ngoại đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn Giang Đào từ trên xuống dưới, không phải vừa mua một chiếc váy mới à sao cháu không mặc. Giang Đào nhìn chiếc quần đùi trên người và nói một cách tự tin, mặc cái này thoải mái à. Chiếc váy rất đẹp nhưng cô phải chăm sóc bà ngoại, có một số hành động có thể gây bất tiện bà ngoại lắc đầu lẩm bẩm một mình mỗi lần cùng tiểu nhụy ra ngoài đều ăn mặc đẹp đẽ đi xem mắt thì không thèm để ý con gái bây giờ lạ thật cơm nước xong hai bà cháu đi siêu thị cách đó một km để mua sắm ngoài việc mua những thứ cần thiết hàng ngày và nguyên liệu cho hai ba ngày tới hai người còn mua thêm một ít trái cây và nước uống chiếc xe đẩy nhỏ chở đầy ấp đồ tám giờ hơn hai bà cháu quay về tiểu khu tình cờ lại gặp ông bà lý dắt cháu đi dạo bà lý thời tiết đẹp quá hai bà cháu không đi đâu chơi à bà ngoại đi chứ chuẩn bị đi vườn bách thảo ông lý xa như vậy hai bà cháu ngồi xe bớt sao không sợ sốc nảy à bà ngoại cười tiểu tàu đến đón chúng tôi bà lý nhìn gian đào kinh ngạc nói tiểu tàu là người xem mắt của cháu à hôm nay thứ tư cậu ta không đi làm sao bà ngoại tiếp lời cậu ấy là tổng giám đốc, không cần phải tự mình đi làm mỗi ngày, ngày nào không có việc bận thì cũng không phải đến công trường. Ông Lý cười bà, bọn trẻ đi hẹn hò, bà đi cùng làm gì? Bà ngoại bày ra vẻ mặt khó xử, tôi tính không đi, và cả chân tay yếu đi theo chỉ làm phiền tụi nhỏ. Nhưng tiểu tàu khát sáo quá, một hai phải kêu tôi đi cùng, tôi đành phải đi thôi. Đúng rồi, cuối tuần trước tụi Chí Dũng cũng đi vườn Bách Thảo, hoa ở đó nở nhiều chưa? hoa mà chưa nở thì có cái gì để xem đâu. Ông Lý bà Lý cười gượng gạo. Cuối tuần trước, con trai và con dâu của hai ông bà muốn đi vườn Bách Thảo, họ ghé qua đây chỉ để đón con chứ không đề cập đưa hai ông bà đi cùng. Tự bà đi mà xem. Hai ngày nay thời tiết ấm áp có khả năng hoa nở thêm một đợt. Bà Lý thấy đứng đây không hóng thêm được gì nên hai ông bà nhanh chóng đưa cháu ra ngoài. Bà ngoại hết cầm lên, cầm chìa ra mở cửa. Sau khi vào nhà, gian đào lúng túng nói tại sao bà lại nói về tàu an với họ bà ngoại khoe khoang một tí có làm sao bọn họ cứ nghĩ hai bà cháu mình chỉ biết đi xe buýt chả lẽ bà không được khoe cháu có đối tượng xem mắt có điều kiện nga à? gian đào bà cũng biết anh ấy chỉ là đối tượng xem mắt về sau không chắc sẽ thành bây giờ khoe khoang như vậy lỡ ngày nào đó không thành người ta sẽ quay ra móc mỉa mình bà ngoại sau này thì để sau này tính hôm nay khoe khoang làm bà rất hả hê với lại bà chừng này tuổi rồi sống thêm một ngày là đời ngắn đi một ngày, có khi cháu với tiểu tàu chưa kịp đến với nhau, bà đã. Giang đào một tay cầm xe đẩy, một tay bịt miệng bà ngoại. Bà ngoại cười hiếp cả mắt. Giang đào bó tay với bà, cô đi rửa sạch mấy loại trái cây mang theo cho chuyến đi, sau đó lấy đồ ra khỏi xe đẩy, chất vào tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh dần dần được xếp đầy, Giang Đào đưa lưng về phía bà ngoại nói, cháu đã tiết kiệm được 13 vạn, hay chúng ta mua một chiếc xe ạ? À? ông bà Lý luôn treo bà ngoại chỉ biết đi phương tiện công cộng, cô nghe xong, quả thật lòng cũng không thấy thoải mái. Bà ngoại khi còn nhỏ nhà rất nghèo, hồi trẻ vất và cực nhọc cuối cùng cũng mua được căn phòng có hộ khẩu thành phố. Ba mẹ cô rời đi trước, bà ngoại một mình nuôi cô lớn đến nay, chăm cô học hành đến khi tốt nghiệp đại học, bây giờ cô coi như công việc cũng tạm ổn, mà bà ngoại cũng tới tuổi già rồi, Giang Đào muốn cho bà ngoại sống hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Cô có bằng lái xe, tiền tiết kiệm cũng đủ để mua một chiếc xe bình thường. Bà ngoại, cháu đang nghĩ gì vậy? Một năm bà chỉ đi xa nhà vài lần, mua ô tô đúng là lãng phí, không bằng dành tiền mua một căn hộ mới đi, xe tới tay cháu thì sẽ bị giảm giá trị, đừng cho rằng bà không biết cái gì." Giang Đào có chút giận dỗi, cháu cũng muốn cho bà được khoe khoang. Lấy chính bản thân cô ra để khoe khoang, chứ không phải là đối tượng hẹn hò của cô. "Bà ngoại, bà khoe khoang về cháu có ích đâu. Lúc cháu còn nhỏ thường đứng nhất lớp, thậm chí là nhất khối." còn Chí Dũng nhà bên rất ít khi đạt điểm trung bình, rồi lúc cháu đầu trường cấp 3, nó thì vào trường nghề kỹ thuật, ba mẹ nó thấy bà đều phải tránh đi vì sợ bà khoe với họ. Còn về phòng ở, với mức lương hiện tại của cháu thì tiết kiệm 2, 3 năm sẽ đủ tiền cọc nhà. Còn nhà của Chí Dũng hầu như nhờ bố mẹ nó trả hết. Bà không ngốc đâu, đã khoe thì phải khoe thật lớn, khi nào cháu mua nhà, bà sẽ mời cả nhà họ tới ăn cơm. Giang đào cuối cùng cũng bật cười tay bà ngoại đang cầm trái cây, nhưng trong mắt lại tràn đầy ân cần, tiểu đào chúng ta có bản lĩnh, có thể tự nuôi sống bản thân. Bà ngoại sợ nhất là cháu bị người ngoài ức hiếp, bà dục cháu kết hôn là hy vọng cháu có thể tìm được người đáng tin cậy. Nhưng bà ngoại vẫn giữ câu nói kia, kết hôn phải là đối tượng cháu thích, không cần thiết vì bà mà tùy tiện kết hôn, bà không muốn cháu bị ấm ức thiệt thôi. Giang đào, bà tập trung rửa trái cây đi, đừng nói nữa à. Nói nữa cô sẽ khóc mất bà ngoại cắt dứa, cam và cherry rồi đặt vào hộp bảo quản cho tươi. Túi vải thì đựng ba chai nước cùng hai gói đồ ăn vặt, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. 9 giờ, Tào An đúng hẹn đứng chờ ở dưới lầu năm. Bà ngoại từ trong bếp vẫy tay với anh, đi cùng Giang Đào ra cửa. Tào An đang đứng trước xe, anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, áo khoác ngoài màu đen, bên dưới là một chiếc quần âu màu đen. Chiếc áo len mỏng ông sát cơ thể, có thể mờ mờ được nét của cơ ngực cường tráng, phần cơ bụng dưới săn chắc và phẳng lì. Khi anh bước đi, đôi chân thon và thẳng dài của anh tràn đầy sức mạnh. Sau khi chào bà ngoại, anh nhìn chiếc túi vải trong tay Giang Đào. Giang Đào mỉm cười, có mang theo một ít trái cây và đồ ăn vặt. Tào An cầm lấy chiếc túi vải nặng, mở cửa sau và nói với Giang Đào, cô ngồi đằng sau với bà nhé. Giang Đào liền nghĩ đến vợ chồng Lý Chí Dũng nhà bên, khi đại gia đình đi chơi Tết nguyên đáng. Lý Chí Dũng khi sắp xếp chỗ ngồi cũng nói với vợ bằng giọng điệu như vậy, giống như hai người đã quen biết nhau rất lâu, bà ngoại là bà của Tào An, còn cô mới là người đến sau. Bà ngoại đã ngồi vào trong xe, nhìn hai người trẻ nói chuyện mà cười. Giang Đào không khách sáo với Tào An, ngồi xuống cạnh bà cô. Tào An đóng cửa xe lại, đặt túi vải của hai bà cháu lên ghế phụ, thắt dây an toàn, xác định hai bà cháu cũng đã ngồi xong rồi mới lái xe đi. Sau khi xe rời khỏi tiểu khu đi ngang qua công viên nhỏ mà bà ngoại thường nhảy quảng trường. Tào An nhìn ra công viên, đi chậm lại và hỏi bà ngoại, kia có phải là hàng xóm đối diện nhà bà không ạ? À? Giang Đào và bà ngoại cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí Tào An còn giúp hạ cửa sổ xuống. Quả nhiên, Giang Đào thấy ông Lý và bà Lý đang đứng cạnh cầu trượt của bọn trẻ, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Bà ngoại cười và vẫy vẫy tay. Ông Lý, bà Lý Tào An cũng nhìn về phía đối phương gật đầu lễ phép chào hỏi, sau đó tăng tốc rời đi. Giang Đạo, thật ra cũng không cần lễ phép như vậy. Đã tới vườn Bách Thảo, bởi vì hôm nay là ngày trong tuần nên bãi đậu xe vẫn còn có chỗ trống, nếu không thì với thời tiết tốt như vậy chắc là phải tìm chỗ đậu xe bên ngoài. Giang Đạo xuống xe, nhìn xung quanh, cô thấy nhiều du khách chỉ mặc áo len hoặc áo mỏng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào họ trông rất ấm áp. Tào An để áo khoác trên xe, sáng ống tay áo len lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngay cả khi anh dùng mu bàn tay đóng cửa lại, những đường cong cơ bắp trên ngực và vai cũng trở nên rõ ràng. Bản gốc dùng từ trái tay tiếng Anh, bắt khang là thuật ngữ thường dùng trong các môn thể thao như bóng bàn, cầu lông, tennis, để chỉ các cú đánh mà mu bàn tay sẽ hướng về trước, lòng bàn tay hướng vào trong. Vậy nên mình dùng từ mu bàn tay luôn cho dễ hiểu. Giang đào nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Bà ngoại, ui, nắng chói quá, bà phải đeo kính râm. Một phút sau, bà cụ nhỏ với mái tóc xông nhụm màu nâu đỏ bước xuống xe với chiếc áo khoác ngắn màu vàng tươi, không cài nút, chiếc khăn quàng cổ nhiều màu cùng với chiếc kính râm. Phong cách ăn mặc của Giang Đào còn không tây bằng bà ngoại. Tào An cười tán thưởng, bà ngoại thật biết cách ăn mặc. Tay trái cầm túi vải và máy ảnh, anh Vương cánh tay phải về phía bà. Bà ngoại tự nhiên vịnh lấy, nhìn về phía xa xa, xúc động nói, khi còn trẻ không có nhiều quần áo đẹp như vậy, bây giờ có điều kiện hơn thì đương nhiên phải ăn mặc đẹp rồi. Tào An, bà tự mình chọn hết ạ? Bà ngoại, đúng vậy, mắt nhìn của tiểu đào quá phàm tục. Giang Đào lặng lẽ đi phía sau hai người. Bà ngoại đi chậm chậm, Tào An chăm sóc bà, Giang Đào không để ý tới cuộc trò chuyện. Sau khi vào vườn bách thảo, phần lớn sự chú ý của cô dành cho việc thưởng ngoạn phong cảnh, dành thời gian cho bản thân một chút tào an luôn kiên nhẫn khi đi cùng bà ngoại như thể anh không muốn nhân cơ hội này để đến gần cô ý tá nhỏ xinh đầu tiên họ đến vườn hoa anh đào những bông hoa anh đào màu hồng phấn đẹp dịu dàng tất cả khách tham quan đều đứng phía dưới chụp ảnh để cháu chụp cho bà tào an chọn một cây hoa đào đỡ bà ngoại tới đứng dưới gốc cây giang đào đứng sang một bên nhìn bà ngoại thoải mái tạo vài kiểu dáng tào an thậm chí còn đổi góc chụp hệt như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tất nhiên Giang Đào cũng không nhàn rỗi, cô chụp hình bà ngoại bằng điện thoại của mình. Cô lại chụp vài tấm với bà cô đi. Tào An bỗng nhiên nhìn qua, nửa gợi ý nửa ra lệnh. Giang Đào mím môi dưới, cuối cùng đứng bên cạnh bà. Khi chụp ảnh, người ta phải nhìn vào máy ảnh, Giang Đào khó có thể thư giãn khi nhìn vào đôi mắt dài hẹp của Tào An ẩn sau máy ảnh. Bà ngoại vỗ vỗ tay nàng. Khi Giang Đào cúi đầu xuống, cô nhìn thấy vài sợi tóc bạc trắng mới mọc ở trên đầu bà mình cô nên trân trọng cơ hội chụp ảnh với bà mình nhiều hơn sau khi suy nghĩ kỹ càng giang đào ôm bà từ phía sau đặt cầm lên một vai bà nghiêng đầu và nhìn vào camera cười rạng rỡ khuôn mặt cô y tá nhỏ tươi tắn hơn cả một cánh hoa anh đào đôi mắt chứa đầy ý cười của cô long lanh như nước chỉ đến khi tàu an nhấn nút chụp lần thứ ba anh mới có thể nhìn thấy vẻ mặt của bà tổng cộng ở cảnh này chụp được sáu bức ảnh bà ngoại đến xem và rất hài lòng. Tới lượt cháu, để tiểu đào giúp cháu chụp một tấm. Bà ngoại đem camera đưa cho Giang Đào, chỉ đạo nói. Khu mặt Giang Đào trở nên nóng bừng vì xấu hổ. Tào An cười cười, cháu không chụp đâu ạ, à? cháu không quen. Bà ngoại, vậy chúng ta cùng chụp một tấm đi, bà sẽ giữ làm kỷ niệm. Lần này Tào An không từ chối. Hai người lại đứng dưới gốc cây, Tào An khoác một tay lên vai bà ngoại. Giang Đào không biết cách sử dụng chiếc máy ảnh phức tạp như vậy, cô ấy chỉ đơn giản bấm chụp vài lần. Khi Tào An xem lại ảnh chụp, bà ngoại kéo Giang Đào ra xa vài bước, thì thầm đầy phấn khích. Này, bà cảm thấy như mình vừa vùi đầu vào ngực của Tào An. Giang Đào Chương 15 Bà nơi đáng tham quan ở vườn Bách Thảo là vườn Hoa Anh Đào, vườn Hoa Mận và vườn Hoa Đào. Hai người trẻ tuổi và bà ngoại đi một tiếng là xong. Trong vườn Bách Thảo còn có một hồ nước trong hồ còn có một hòn đảo nhỏ đứng ở bờ cũng có thể nhìn thấy những cánh hoa đỏ đỏ hồng hồng đang rung rinh trên đảo để qua đó du khách có thể đi thuyền hoặc đi bộ bằng cầu treo tàu an đỡ bà ngoại chúng ta ngồi thuyền qua đó đi lên đảo rồi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát bà ngoại xua xua tay chỉ vào một căn chòi hóng gió cách đó không xa cháu với tiểu đào đi dạo đi bà ở bên kia chờ hai đứa tàu an kiên nhẫn quan tâm bà điều này rất tốt nhưng là người lớn bà cũng phải tin ý chút đã đến lúc cho người trẻ có cơ hội ở riêng với nhau. Giang Đào, bà ở đó một mình được không? Bà ngoại, cháu đi làm bà toàn tự mình đợi cháu, sao lại không được? Bà có già tới nỗi lúc nào cũng phải có người bên cạnh đâu. Giang Đào đành phải đi cùng Tào An, trước tiên cô đưa bà đến nhà tròi. Ở trong tròi có hai nhóm khách đang ngồi, một nhóm là hai vợ chồng có hai đứa nhỏ, nhóm còn lại là ba người gì tầm 50 tuổi. Đường lên tròi là lối đi nhỏ lát đá, Vừa tới đây bà ngoại đã đuổi Giang Đào và Tào An đi, hai đứa cứ việc đi chơi, chơi xong quay về đón bà. Tào An nhìn đồng hồ phỏng đoán, đảo này không lớn, nửa tiếng nữa chắc tụi cháu về rồi. Bà ngoại cười, nhìn về phía trong tròi, hiếm khi được nghỉ ngơi, cháu cứ đi dạo, đừng lo lắng. Giang Đào nhìn bà ngoại bước vào tròi, ngồi ngay bên cạnh ba người gì, nhanh chóng trò chuyện với họ, không phải do bà giỏi xã giao mà do tính của ba gì đều tự nhiên, nhiệt tình như vậy. Tào An, nhân duyên của bà ngoại cực kỳ tốt. Giang Đào nhìn bà ngoại thêm lần nữa rồi bắt đầu đi về phía bến thuyền, cười nói, vâng, đi chợ đều được người ta bán giá rẻ hơn, bảo vệ tiểu khu cũng biết bà nên thường xuyên giúp bà nhận hàng. Tào An, cô không giỏi xã giao, hay là do ở trước mặt tôi nên mới như thế? Giang Đào cười gượng, tôi thật sự không giỏi. Tính cách của dì tôi giống hệt bà, còn tôi thì chắc là giống mẹ. Mẹ cô trong miệng bà ngoại khi bình thường sẽ là áo bông nhỏ ngọt ngào, còn khi bà kể về việc gả cho ba cô thì mẹ liền biến thành cục đá ương ngạnh. Tào An, giống ai cũng không quan trọng, mỗi tính cách khác nhau đều có ưu điểm riêng. Giang Đào nhìn anh một cái, tôi còn tưởng anh là người lạnh lùng, không ngờ anh lại có thể cùng bà tôi nói chuyện. Tào An, tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nói chuyện lâu bao nhiêu tùy vào mối quan hệ, bà ngoại dễ thương và rất có chính kiến của riêng mình. Giang Đào gật đầu. Tào An, bà ngoại là người lớn còn nếu tìm bạn gái thì tôi rất thích tính cách của cô. Câu nói của anh rất ái muội. Anh vừa đi vừa nói nên nghe giống như là câu trần thuật một sự kiện có thật ngoài đời hoặc là một câu nói bâng quơ, cũng không cần Giang Đào trả lời. Nhưng khuôn mặt Giang Đào lại đỏ bừng vì không chuẩn bị tâm lý trước lời nói đột ngột của anh. Từ khóe mắt có thể cảm nhận được anh hơi cúi đầu hướng về phía cô. Giang Đào vội vàng nhìn sang bờ hồ bên phải, mặt hồ lấp lánh khiến cô nhau mắt lại tôi sợ cô hiểu lầm rằng tôi thích những cô gái trẻ có tính cách như bà ngoại nếu cô để ý sau này tôi sẽ không những lời tương tự nữa tào an chậm rãi cùng cô bước đi giọng nói cũng nghiêm túc hơn chút giang đào lắc đầu một tay sờ mặt cũng không che giấu mình đang xấu hổ không sao chỉ là không quen mà thôi cô thật sự không quen cô không có kinh nghiệm trong tình yêu không được theo đuổi cách nghiêm túc đi xem mắt thì không tính vì luôn có công thức ăn cơm chung và tặng hoa trong tưởng tượng của Giang Đào, theo đuổi chắc phải giống như trong phim thần tượng, sẽ có một người đàn ông động tâm với cô xuất hiện, nói những lời thả thính hay có hành động ái muội gì đó, tóm lại là không giống như Tào An, anh không hề báo trước mà nói ra. Quan trọng nhất là người đàn ông trong suy nghĩ của cô tính cách hiền lành hay lạnh lùng đều được, nhưng khuôn mặt nên đẹp theo gu thẩm mỹ của số đông, chứ không phải có gương mặt ông trùng như Tào An. Ngay cả khi có hẹn hò với Tào An, Giang Đào vắt óc cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh Tào An dịu dàng âu yếm cô. Được, tôi sẽ chú ý. Tào An nói với giọng điệu như thường lệ, đi lên phía trước cô và hỏi người chèo thuyền thuyền về giá cả. Chờ đông người đi ghép thì 20 tệ một người, còn nếu bao cả thuyền thì 80 tệ. Người chèo thuyền có làn da rám nắng nhìn Tào An, lời báo giá của ông ta không tự tin như mọi lần. Tào An lấy từ trong ví ra tờ 100 tệ. Người chèo thuyền thối lại anh 20 tệ, thanh toán xong anh ta lên bờ, ngồi sổng xuống giữ chắc mạng thuyền. Tào An lên thuyền trước, sau đó đến lượt Giang Đào. Thuyền hơi đung đưa, Giang Đào chỉ có thể đưa tay qua, lúc Tào An nắm tay cô, sức mạnh của anh ập đến khiến Giang Đào chưa kịp phản ứng gì đã bị anh nửa kéo nửa đỡ lên thuyền. Thuyền càng lắc lư mạnh hơn, Giang Đào lo lắng nắm lấy cánh tay Tào An, làn da ấm áp và rắn chắc khiến cô bối rối hơn cả con thuyền đang dao động. Sau khi ngồi xuống, cả hai buông tay nhau ra. Giang Đào vén tóc ra sau tai, tận dụng cơ hội để thưởng thức phong cảnh dưới nước. Tào An ngồi đối diện cô, nhìn cô y tá đang nghiêng đầu tránh anh. Anh giải thích, tôi và cô chênh lệch trọng lượng quá lớn, cùng ngồi trên trục trung tâm sẽ dễ duy trì sự cân bằng của thân tàu hơn. Giang Đào vội vội gật đầu. Người chèo thuyền hứng thú, quay đầu lại nhìn bóng lưng cường tráng của Tào An, hỏi, chàng trai trẻ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Tôi chèo thuyền đưa khách đi nhiều năm rồi chưa từng thấy ai có giá người tốt như vậy, chỉ có gầy hơn hoặc thấp hơn anh, tỷ lệ cơ thể cũng không bằng anh. Nói lời dễ nghe với ông trùng như thế này chắc không đắc tội với anh. Giang Đào cũng có chút tò mò về cân nặng của Tào An. Tào An quay sang người chèo thuyền và nói, tôi cao một m 9 lần trước tôi đo là 90kg. Người lái thuyền hít vào một hơi dài. Giang Đào nhìn chầm chầm vào đôi chân dài của Tào An, 90kg, hai người như cô cùng ngồi một bên của trò bập bên thì mới có thể nâng anh lên được. Sự chênh lệch về cân nặng khiến Giang Đào không khỏi nghĩ đến sự tình sẽ xảy ra giữa các cặp đôi nếu một ngày nào đó họ có thể thành đôi, liệu cô có bị Tào An đè tới thở không nổi không? Cô thầm nói không thích hợp, không thích hợp. Có thể do làm việc trong bệnh viện, Giang Đào tưởng tượng nhiều nhất là bác sĩ mặc áo blue trắng, dù anh ta người trong tưởng tượng cao nhưng vẫn gầy nên không bị cảm giác áp bức như Tào An. Thuyền chậm chậm đi ra giữa hồ. Tào An dơ camera lên chụp vài kiểu trên bờ. Giang Đào nhìn vào màn hình camera của anh, đột nhiên Tào An hỏi cô, phong cảnh ở đây không tệ, để tôi chụp cho cô một bức ảnh nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa và gửi cho cô sau. Lập tức từ chối thì có vẻ keo kiệt, Giang Đào nỗ lực nở ra một nụ cười. Não còn chưa nghĩ ra chụp tư thế nào để có bức ảnh đẹp thì tay phải đã dơ thành chữ V để sát má. Giang Đào. Ngốc quá đi. Tào An nhấn nút chụp mấy lần. Sau khi kết thúc, Giang Đào lập tức quay mặt sang nơi khác. Tào An cúi đầu nhìn vào những bức hình, Giọng điệu như cũ mà đưa ra lời đề nghị, lần sau tôi sẽ chụp một tấm thôi, cô cứ tự nhiên. Giang Đào muốn nhảy xuống hồ. Đến đảo, Tào An để Giang Đào đi phía trước, bất kỳ nơi nào cô dừng lại, dù cho đó có là cây đào hay hay cổ thụ trăm năm tuổi, anh cũng sẽ chụp ảnh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Suốt 20 phút trên đảo, cả hai hầu như không nói với nhau một lời nào. Giang Đào rất ngượng ngùng, lúc Tào An đang nghịch nghịch chiếc camera, cô đến bên cạnh và hỏi: hôm nay anh Toàn đi cùng tôi với bà, anh không đi nơi nào anh thích sao? Tào An, tôi thường xuyên làm việc ngoài trời nên những thứ này không có gì mới mẻ, hôm nay là đưa hai bà cháu tới đây hít thở không khí. Giang Đào nghĩ tới công việc của anh. Khi nói về các dự án xây dựng, những gì cô nghĩ đến thường là các công trường xây dựng tòa nhà cao tầng hay trung tâm mua sắm đang gian dở, hiếm khi nghĩ đến công viên, mặc dù công viên có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Khu mỏ sắt bên kia sẽ xây thành công viên gì thế? Giang Đào tò mò hỏi, nếu cách nội thành quá xa, liệu ngày thường có ai đến đó không? Chẳng hạn như hồ Phỉ Thúy ở trung tâm thành phố Đồng, chính phủ đã xây dựng rất đẹp, vừa giúp cải thiện bộ mặt của thành phố vừa mang lại lợi ích cho người dân. Giang Đào chưa tưởng tượng được làm thế nào để tái tạo lại những khu mỏ bỏ hoang, cảnh vật xung quanh nó hiện giờ không liên quan gì đến phong cảnh trong lành của công viên. Tào An nhìn cô một cái rồi đặt camera xuống và lấy điện thoại ra. Giang Đào nhìn anh click vào một có tên công viên Minh Hồ trong album ảnh. Phía trên là những bản vẽ khó hiểu. Ngón tay thon dài của Tào An lướt vài cái, một bức hình sơ đồ hiện ra, ở giữa có một cái hồ lớn, trên hồ có mấy hòn đảo nhỏ, bên bờ có những rặng liễu bao quanh hồ. Ngoài ra còn có các khu vực rừng cây, vườn hoa, đường chạy bộ, sân chơi, bảo tàng, mê cung dưới lòng đất, vườn thú. Giang Đào kinh ngạc cực kỳ, cô chỉ thấy loại công viên đồ sộ này ở các thành phố lớn. Sau đó, Tào An đưa cô xem một bức ảnh về công trường đang xây dựng hiện tại, khắp nơi đều có những quặng mỏ bị bỏ hoang với các trạng thái khác nhau, một số nơi chứa đầy phế thải xây dựng, nơi khác thì như ngọn núi bị trọc, người bình thường chắc chắn sẽ không đến nơi này. Giang Đào, việc xây dựng này sẽ mất bao lâu? Tào An, kế hoạch là 3 năm, năm nay là năm đầu tiên. Giang Đào cầm lấy điện thoại, lướt trở lại một số hình ảnh chi tiết và cười hỏi thành phố chúng ta giàu vậy sao môi trường đô thị đã được cải thiện và có nhiều điểm vui chơi hơn điều này cuối cùng cũng mang lại lợi ích cho cư dân thành phố và thị trấn lân cận là người gốc thành phố đồng giang đào rất vui khi có một địa điểm xinh đẹp để đi chơi tàu an cũng được ngành khai thác mỏ là nguồn tiền chính khi có tiền thì bắt đầu trả lại đất để xây dựng môi trường giang đào công ty của các anh có được dự án này chắc là rất đỉnh đấy nhỉ tàu an cười không biết có phải là khiêm tốn hay không nhưng Giang Đào vẫn chưa quen với khuôn mặt đó. Sau khi tham quan hòn đảo, cả hai trở về bằng cầu treo. Cầu treo tương đối dễ đi, Giang Đào cầm một bên dây thừng, Tào An đi phía sau cô. Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu từ phía sau, Giang Đào bị bóng người của Tào An bao phủ hoàn toàn. Nói cũng lạ, Giang Đào đã sớm biết anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng và đang làm công việc đứng đắn, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy những gì anh đang làm Giang Đào mới hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng về nghề tay trái của anh. Sự thay đổi nhận thức hết sức phi lý này diễn ra một cách lặng lẽ. Trong căn trời cũng chỉ còn lại mình bà ngoại, bà cụ nhỏ bé thoải mái dựa vào những cây cột trụ. Giang Đào đi trước, mỉm cười và vẫy tay với bà. Bà ngoại dùng một ngón tay mở kính râm lên, cẩn thận nhìn cháu gái một hồi, chỉ cảm thấy trên người cháu mình có gì đó thay đổi, so với lúc mới đi thì cũng thoải mái hơn một chút. Bà ngoại rất vui. Đối với người trẻ đi xem mắt Ngoài việc yêu hay ghét từ cái nhìn đầu tiên thì điều còn lại là dần dần tiếp xúc, có tiếp xúc nhiều thì mới hiểu nhau và biết liệu hai người có hợp nhau hay không. Nhược điểm của Tào An là do khuôn mặt này, nhưng chỉ cần quen rồi thì sẽ không sợ nữa. Tào An rất tốt, lại cao lớn cường tráng, nhìn là biết cực kỳ đáng tin cậy. Bà ngoại còn muốn đi dạo không? Nếu không chúng ta trở về nội thành ăn cơm nhé. Tào An thuần thục cầm lấy túi vải, hỏi ý kiến bà ngoại. Bà ngoại Vậy về thôi, đến nhà bà ăn cơm, đồ ăn mua hết rồi. Giang Đào lén nhìn Tào An. "Tào An, hay ta ra nhà hàng đi ạ, à, tối qua cháu đặt chỗ trước rồi." Bà ngoại cười nói, "Vậy cũng được, lần sau tới nhà bà ăn cơm nhé." Nói rồi bà ngoại lặng nhìn cháu gái mình. Giang Đào giả vờ không hiểu, nhưng trong lòng cô hảo cảm về Tào An tăng lên một chút. Tác giả có lời muốn nói, sợ mấy bà không tượng tưởng tượng được dáng người của nam chính nghe nói hồi Chris Hemsworth đi cá tinh vai thoi trong phim mà vộ cao 191cm, nặng 95kg. Chương 16 2 giờ 30 chiều, Tàu An Nguyễn chuyển từ chối lời mời vào nhà uống trà của bà ngoại, sau đó lái xe đi. Đi dạo lâu như vậy, bà có mệt không? Giang đào thay dép lê, cô lo lắng cho bà của mình. Bà ngoại, không sao, nhưng bà phải ngủ một lát, khi nào dậy bà sẽ nói chuyện với cháu về tiểu tàu. Giang đào nhỏ giọng nói thầm, cháu lại không muốn nói về anh ấy. Bà ngoại cười, đi vào phòng vệ sinh, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ. Giang đào không buồn ngủ, vì vậy cô cởi áo khoác và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nếu cô dọn nhiều hơn thì bà ngoại sẽ không phải làm nhiều. Lau bàn, tủ và sàn nhà, chẳng mấy chốc đã một tiếng trôi qua. Giang đào dựa vào giường, vừa mới nghỉ ngơi mấy phút, điện thoại cô liền nhận được một tin nhắn mới. Tào An bắt đầu gửi ảnh chụp hôm nay cho cô. Hết tấm này tới tấm khác. Giang Đào xoay người đặt điện thoại sang một bên. Mãi đến khi trên màn hình không còn hiện ra những bức ảnh mới, cô mới tò mò lật người lại xem từ đầu. Những tấm đầu tiên đều là ảnh chụp riêng của bà. Bà ngoài tạo dáng rất giỏi, cộng với thần thái tự tin, điềm đạm, mỗi bức ảnh đều có cảm giác tự nhiên và thoải mái. Giang Đào nhớ khi cô còn học tiểu học, một số ông lão thường đến tỏ lòng làm quen với bà, nhưng tất cả đều bị bà từ chối. Không ai có ngoại lệ. Cô bé học sinh tiểu học Giang Đào bị tình tiết trong phim truyền cảm hứng, ấy nấy hỏi bà, "Bà vì muốn chăm sóc cháu nên không muốn kết hôn nữa đúng không ạ?" À? Bà ngoại dựa vào ghế sofa đang áo len cho cô, dùng ánh mắt nhìn cô bé ngốc, cười nói, "Tưởng tượng hay đấy. Bà không kết hôn nữa không liên quan gì đến cháu, có thể trước kia nuôi cháu cũng thấy vất vả, hiện tại cháu lại hiểu chuyện như vậy, còn giúp bà làm việc nên bà tự do vô tư. Nếu phải đi cưới ông chồng khác Người đấy chắc gì sẽ nấu cơm giặt giũ quần áo cho bà. Chắc chắn 80% thời gian bà sẽ phải hầu hạ ông ta, kẻ ngốc mới bị lừa. Bây giờ nhớ về điều này, Giang Đào cảm thấy rằng bà thực sự khôn ngoan. Chuyển sự chú ý trở lại những bức ảnh, Giang Đào dần nhận ra mỗi bức ảnh mà Tào An chụp đều có một cảm giác đặc biệt. Cô cố ý mở album ảnh của mình, nó cùng góc chụp giống Tào An nhưng Tào An chụp bà ngoại cô như ảnh trả phí tiệm chụp, còn ảnh của cô chụp bằng điện thoại di động bình thường chất lượng quá kém. Tiếp theo là hình của cô cùng bà ngoại. Giang Đào. Cô hơi tự luyến, ảnh chụp chính mình sao lại có thể đẹp như này? Hơn 20 bức ảnh tiếp theo đều là ảnh riêng của Giang Đào. Giang Đào càng xem, cô càng hoài nghi Tào An có thể đã học qua một lớp nhiếp ảnh. Xem ảnh xong liền có tin nhắn, còn có một vài tấm trên thuyền, cô có muốn xem không? Giang Đào nghĩ đến cái tay chữ V của mình, mặc dù cô đoán được mình nhất định trông sẽ rất ngốc nhưng cô vẫn muốn xem mình ngốc đến mức nào. Giang Đào, anh gửi tôi xem. Đợi mấy chục giây sau, tấm ảnh chụp trên thuyền được gửi tới. Trên chiếc thuyền chèo tay bằng gỗ, trên nền trời xanh và mặt hồ trong vắt. Giang Đào nhìn vào máy ảnh với biểu cảm cực kỳ mất tự nhiên, nụ cười cứng đờ như thể ai đó đang chỉ súng vào mình. Giang Đào, anh có thể hoàn tác tấm ảnh. Rất nhanh, tấm ảnh biến mất. Tào An, những tấm khác thì sao? Giang đào, khá đẹp, bà ngoại đang ngủ, chờ bà tỉnh dậy tôi sẽ cho bà xem. Đúng rồi, anh từng học qua nhiếp ảnh sao? Tào An, sở thích nghiệp dư thôi. Trước đây tôi thường chụp một số ảnh về kỹ thuật, chụp nhiều nên tôi cũng biết một chút kỹ xảo. Giang đào, cảm ơn anh, hôm nay đi bà ngoại đi chơi rất vui, bà vẫn luôn khen anh biết quan tâm đến bà. Tào An, khi còn nhỏ tôi ở cùng ông bà nhiều nên có kinh nghiệm chăm sóc người lớn. Đợi chút, tôi có điện thoại. Giang đào thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không biết nên nói về điều gì tiếp theo. Cô chọn một bức ảnh của mình và bà rồi đăng nó lên vòng bạn bè. Phương Nhụy người đang câu giờ trong giờ làm, đẹp quá. Người qua đường chụp ảnh giúp cậu sao? Kỹ thuật không tồi, bà ngoại trông như cao một M6. Giang Đào suy nghĩ một lúc, mở hộp trò chuyện với Phương Nhụy và gửi một bức ảnh chụp một mình cô. Phương Nhụy gửi tin nhắn thoại, bà ngoại không có kỹ năng chụp ảnh như này, nói thật cho tớ biết, ai chụp cho cậu. Giang Đào liền kể toàn bộ chuyện gần đây cho cô ấy. Phương Nhụy, ông trùng tàu lợi hại ghê nha, tấn công trực diện luôn, ngay cả bà ngoại cũng bị kéo theo, tớ nghĩ lần này cậu sẽ thành đôi. Giang Đào, tớ không biết nữa. Dù sao tâm trạng tớ cũng khá phức tạp, một mặt tớ cảm thấy anh ấy tốt, nhưng mặt khác lại không quen với khuôn mặt của anh. Phương Nhụy, là người tốt là tốt rồi, nhìn mặt lâu thì cũng sẽ quen. Quan trọng là tính cách. Thú thực, chỉ bằng thái độ của anh ấy với bà ngoại là tớ muốn ủng hộ anh ấy. Từ đã, cậu có ảnh của anh ấy không? Lần trước tớ nhìn không rõ, muốn xem lại. Giang đào đúng là có chụp vài tấm, lúc Tào An ở cùng bà ngoại, cô đi phía sau và lén chụp anh. Lúc đó cô nghĩ tới Phương Nhụy chắc chắn sẽ tò mò về chuyến đi, với lại cô cũng muốn Phương Nhụy nhìn rõ nét mặt của Tào An để xem cô ấy góp ý như thế nào. Giang Đào gửi một tấm chụp phía sau của anh trước. Phương Nhụy, tớ duyệt, người gì mà chân dài vai rộng eo hẹp, y tá tiểu đào có phúc quá đi. Giang Đào gửi thêm một tấm chính diện, lúc đó là sau khi Tào An đưa bà cô đến một góc ảnh đẹp, anh đi bộ về phía điện thoại cô. Người đàn ông cao ráo đang rủ mắt nghịch nghịch chiếc camera, cái camera cũng khá to mà trong bàn tay của anh như biến thành món đồ chơi nhỏ. Phương Nhụy, tớ mặc kệ. Chỉ riêng dáng người này thôi cũng đủ chinh phục tớ rồi, mặt mày hung dữ thì cứ hung dữ đi, đến lúc tắt đèn ai cũng như nhau, đối với đàn ông quan trọng nhất là dáng người. Giang Đào, anh ấy nói anh ấy nặng 90 kg. Phương Nhụy, cậu có thể ở trên. Giang Đào, cậu lo làm việc đi, tớ chả muốn nói chuyện với cậu nữa. Phương Nhụy, cứ giả vờ với tớ đi, nếu cậu không nghĩ bậy anh ấy nặng hay không có liên quan gì đến cậu hả? Giang Đào, tại cậu không đứng đắn chứ bộ. Phương Nhụy, chờ đã tớ gửi cậu. Ây, sếp tới rồi, tối nói tiếp. Giang Đào tiếp tục lướt điện thoại. Tào An nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa nhắn tin cho cô, tuần sau từ thứ tư đến thứ sáu, Hiệp hội Kiến trúc thành phố sẽ tổ chức khóa đào tạo kỹ sư trưởng xí nghiệp, thành phố cử tôi tham dự nên có thể tôi sẽ đi vào thứ ba. Mấy ngày tới không thể đưa đón cô. Giang Đào, không sao, nhà tôi gần bệnh viện như vậy, ngày thường anh không cần phải đến đưa tôi đi, phiền phức lắm. Tào An, tôi thích gặp mặt trực tiếp hơn. Giang Đào, vậy thì chúng ta có thể gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tuần. Đưa đón tôi đi mỗi ngày, anh không thấy phiền nhưng tôi lại khá ngại. Tào An, tiện đường thôi, sáng mai gặp. 7 giờ sáng, Tào An đúng giờ đến đón Giang Đào. Hai người quen thuộc hơn một chút, Giang Đào hỏi anh về chuyện đào tạo kỹ sư trưởng sẽ đào tạo về những gì. Tào An, tôi từng tham gia một lần ở đấy tôi sẽ giới thiệu các vật liệu và công nghệ mới trong ngành xây dựng những năm gần đây thực hiện một số nghiên cứu sắp xếp các chuyến tham quan các doanh nghiệp hàng đầu và các tòa nhà thực nghiệm để có thể học hỏi được điều gì đó thành phố chúng ta có bao nhiêu kỹ sư tham gia tính cả tôi là ba người nhưng mời tôi chủ yếu là vì tôi bằng đại học nổi tiếng còn hai người kia đều là tiền bối lời nói khiêm tốn như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của giang đào đối với anh các ngành nghề đều sẽ có những người tài giỏi của riêng họ tào an có thể không được xếp hạng cao trong cả nước nhưng ít nhất anh là một trong những người giỏi nhất trong thành phố này chiếc xe jeep màu đen lái vào bệnh viện giang đào chuẩn bị xuống xe tào an nhìn sang và nói chuyện chúng ta tiếp tục cuộc xem mắt này cô có muốn nói với gì họ tôi không giang đào nắm chặt túi sách nhỏ giọng hỏi anh muốn cô ấy biết sao tào an chủ yếu là nhờ dì ấy chăm sóc cô không phải vì tư lợi mà lợi dụng quyền thế mà còn là ở những phương diện khác Chẳng hạn như gặp bệnh nhân vô lý mà tự cô cũng không thể đối phó được. Cô còn trẻ nên trông cũng dễ bắt nạt, nếu bệnh nhân hoặc người nhà có chuyện gì xảy ra, họ sẽ coi cô như một quả hồng mềm. Giang Đào nghe vậy, thái độ trở nên kiên định hơn, cười nói, "Không cần, y tá trưởng rất bận, đa phần các vấn đề tôi đều có thể tự mình giải quyết, nếu có chuyện nào phức tạp hơn thì cho dù chúng tôi không nhờ, y tá trưởng cũng sẽ lên tiếng." "Tào An, được, tôi sẽ giữ bí mật." Vào buổi tối, Phương Nhụy lại gọi tới để hỏi hai người họ có tiến triển gì mới không. Giang Đào, vẫn như vậy thôi, anh ấy đến đón tớ đi làm về, sau đó liền lái xe đi. Phương Nhụy, anh ấy không mời cậu đi ăn cơm hay xem phim gì sao? Không gửi tin nhắn nào thả thính luôn hả? Giang Đào, không có, chắc anh ấy biết buổi tối tớ phải về nhà sớm để chăm sóc bà ngoại. Hai bữa ăn đầu tiên đều ăn vào buổi trưa. Hôm trước anh ấy cũng gửi tin nhắn nói anh ấy thích gặp mặt hơn, tớ không có chủ đề nào để nói nghĩ lại thật nhàm chán phương nhụy phân tích chắc là anh ấy chú trọng thực tế hơn không thích mấy trò vặt dù sao thì cách anh ấy cũng đưa đón cậu như thế này đáng tin cậy hơn nhiều kể cái này thì lại giống tớ đang phàn nàn với cậu có một lần qua xe mắt thì tớ cũng gặp được một người vừa mắt tớ cố tình nói với anh ta rằng trời mưa mà tớ lại không đem theo dù anh ta ở nhà mà làm bộ làm tịch bận rộn nói thật nếu như ngày đó anh ta nói sẽ đến đón tớ có lẽ tớ đã đồng ý quen anh ta, nhưng anh ta không đề cập tới mà lãng qua chuyện khác nên tớ tức giận block anh ta luôn. Cậu cứ nghĩ thử xem, mấy gã đàn ông này á hả, mới đang trong giai đoạn tán tỉnh mà đã thấy việc đưa đón là phiền phức, nếu chính thức bên nhau chắc việc gì cũng làm qua loa có lệ thôi. Hừ, càng so sánh càng thấy ông trùng tàu rất tốt, trừ khuôn mặt ra thì phương diện nào cũng là ưu điểm. Giang đào nhanh chóng an ủi cô bạn thân rằng nhất định sẽ gặp được một người bạn trai hoàn hảo trong tương lai. Thứ bảy trời mưa, Giang Đào phải làm ca đêm. Tào An đến đón cô, đứng ngoài cửa nhà cầm một chiếc dù lớn màu đen, Giang Đào vừa đi ra liền đưa dù qua che cho cô. Chiếc xe jeep màu đen dừng rất gần, Giang Đào siết chặt chiếc dù gấp trong tay, cố gắng đi dưới chiếc dù của anh để không bị ướt. Để tránh cho cô không bị dính mưa, Tào An đứng gần hơn một chút, anh không muốn cố tình đụng chạm Giang Đào, nhưng vai của Giang Đào không tránh khỏi nhiều lần va vào anh cách lớp áo len và áo khoác ngoài mỏng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc. Giang Đào nghĩ tới niềm vui và sự phấn khích của bà ngoại trong ngày đi chơi. Trong thực tế, có người phụ nữ nào từ chối một người đàn ông có thân hình cân đối không? Ngay cả một bà lão 70 tuổi cũng có chút trung động. Giang Đào lên xe với những suy nghĩ hoang đường. Chiếc xe jeep màu đen lao về phía trước, còn chưa kịp tăng tốc, Giang Đào đã nhìn thấy chiếc xe buýt dừng trước mặt, có người vừa lên đã cất dù đi, Hạt mưa dày đặt rơi vào vai, nhìn có chút chật vật. Nếu không có tàu an, cô cũng sẽ đi xe buýt. Trước kia cô đi xe buýt cảm thấy bình thường, không vất vả lắm. Nhưng hiện tại ngồi trên ô tô thoải mái yên tĩnh lại cảm thấy những người khác không dễ dàng gì. Quả nhiên, từ nghèo thành giàu thì dễ, mà từ xa hoa về lại nghèo thì khó. Cô phải luôn tự nhắc nhở mình không được để cho viên đạn bọc đường vô hình này làm cho mụ mị. Ngày thường cô đi xe buýt có đông không? Nhìn thấy chiếc xe buýt. Tào An thản nhiên hỏi. Giang Đào cười nói, giờ cao điểm thì gần bằng tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Tào An, tôi hiểu, hồi đại học tôi đi làm bán thời gian cũng chen chút trong tàu điện ngầm. Giang Đào rất tò mò không biết anh làm công việc bán thời gian nào. Tào An, liên quan tới công trình. Có lúc tôi sống tại công trường, có lúc lại đi xe điện ngầm về căn nhà thuê gần trường. Giang Đào có thể tưởng tượng ra điều kiện ăn ở tại công trường, nhưng cô không ngờ rằng cậu ấm nhà giàu như tàu an lại có thể chịu đựng gian khổ như vậy phía trước có một ngã tư còn hai giây nữa mới hết đèn xanh bên cạnh họ có một chiếc ô tô nhanh vượt qua tàu an đã ngừng lại ngã tư rất yên tĩnh không một bóng người qua đường chỉ có mưa không ngừng rơi trên kính xe cần gạt nước đung đưa đều đặn cửa kính xe phản chiếu nữa khuôn mặt tàu an đang yên lạnh chờ đèn xanh bật sáng Giang đào muộn màng mới nhận ra anh lái xe rất ổn định kiểu ổn định khiến người ta an tâm rằng mình sẽ không gặp phải sự cố giao thông nào. Chương 17 Chiếc xe jeep màu đen dừng lại trước tòa nhà số 5, ngay khi Giang Đào vừa tháo biệt mắt ra, Tào An hỏi, ngày mai cô được nghỉ, có kế hoạch gì chưa? Giang Đào lắc đầu, ngày mai là ngày làm việc, bạn bè đều phải đi làm. Tào An, vậy giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn nhé. Giang Đào đã không còn lo lắng như hai lần mời cơm trước, cô cười nói, được cả. À? Tào An, kêu bà ngoại đi cùng chúng ta luôn. Giang Đào, không cần, không cần đâu, ngày thường bà ở cùng với các bà trong nhóm nhảy khá vui. Hai người đang nói chuyện thì bà ngoại từ trong đi ra, trên tay bà cầm theo bữa sáng tự bà chuẩn bị cho Tào An, hai quả trứng gà ngâm tương đựng trong túi dịp. Tào An lên tiếng mời bà ngoại cùng đi ăn. Bà ngoại tươi cười nói, hai đứa đi ăn đi, bà không muốn làm bóng đèn đâu. Giang Đào lường dỗi bà ngoại rồi đi vào nhà trước. Bà ngoại đứng bên ngoài nói chuyện phím với Tàu An, bà nghe Tiểu Đào nói thứ ba này cháu sẽ tham gia lớp tập huấn ở tỉnh lỵ đúng không? Tỉnh Lị, trung tâm hành chính của một tỉnh. Tàu An, đúng ạ, à, cháu sẽ đem về cho bà một ít đặc sản. Bà ngoại, nói làm như bà chỉ nghĩ tới quà vậy, thế bao giờ cháu về? Tàu An, buổi chiều thứ sáu cháu có cuộc họp, chiều tối mới về ạ. À? Bà ngoại, chạy tới lui thật vất vả, ngoại trừ buổi tập huấn này bình thường cháu cũng đi lại nhiều như vậy sao tào an cười cười không sao ạ à, nhà của cháu cũng thường xuyên nhận các công trình ở thành phố lân cận cho dù có tới công trình thì cũng có thể lái xe đi về trong ngày bà ngoại vậy thì tốt nghe nói làm nghề của cháu thì phải đi nhiều nơi tào an chuyện này thì đúng là có ạ à, nhưng thành phố của chúng ta lớn như vậy hơn nữa cháu cũng là người địa phương ở đây bà cứ yên tâm bà ngoại hài lòng vỗ vỗ cánh tay của anh trong ánh mắt như hiện lên một tia suy nghĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. khi Giang Đào tỉnh dậy đã là buổi tối, hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện. bà ngoại, bà vừa hỏi thăm, tiểu tàu nói cậu ấy không đi công tác nhiều. Giang Đào, bà nghĩ xa quá rồi. bà ngoại, đương nhiên rồi, cháu là cháu gái duy nhất của bà, nhà tiểu tàu giàu có, nếu thường xuyên đi công tác sẽ rất dễ phát sinh vấn đề. Giang Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, một người đàn ông có học hay không thì cũng không có liên quan đến việc anh ta có tiền hay không có tiền có hay không có những quan hệ xung quanh. Như bác sĩ trong bệnh viện đi, công việc bận rộn, có người thường xuyên thay đổi người yêu, có người tập trung vào công việc hết giờ liền về nhà. Suy cho cùng, vẫn là người ta chọn sống đàng hoàng hay không? Bà ngoại, vậy cháu cảm thấy tiểu tàu là loại người nào? Giang đào cúi đầu ăn cơm, bà ngoại liền thúc giục nhiều lần cô mới bất đắc dĩ nói, anh ấy thì chắc là người có kỷ luật đi. Nếu một người đàn ông chấp hành nghiêm túc việc phân loại rác và luật giao thông, mặt mũi ông trùng nhưng luôn lịch sự với người khác lại được xếp vào loại người không đáng tin cậy, thì cô không biết nên đánh giá nhân phẩm đàn ông như thế nào mới đúng nữa. Hôm nay Tàu An dẫn Giang Đào đi ăn bò bít tết, giờ cao điểm cuối tuần, nhà hàng nào cũng phải xếp hàng, may mà họ đến khá sớm. Vẫn như thường lệ, có vài người qua đường bị khí thế của Tào An dọa sợ, cũng có người sau khi khiếp sợ sẽ trộn ra hiệu cho bạn bè hoặc người thân nhìn qua Tào An. Giang Đào đã cùng anh hẹn hò vài lần, cô đã quen với ánh mắt này, trong lòng càng khâm phục Tào An hơn. Nếu cô có khuôn mặt hung dữ, không có bạn bè từ khi còn nhỏ, người lạ thì sợ cô mà chỉ trỏ, có thể cô chẳng còn tí dũng khí nào mà bước ra ngoài đường. Ngược lại, Tào An hiểu hết, anh sẽ cố gắng tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống người khác, nhưng anh không trì hoãn việc học hành, sự nghiệp và cả cuộc sống của riêng mình chỉ vì những cái nhìn của họ. Giang Đào cảm thấy nội tâm của anh cũng mạnh mẽ như cơ thể anh. Cô có thích xem phim không? Tào An hỏi khi bữa ăn gần xong. Giang Đào, có chứ, gần đây có phim nào hay không? Tào An mở giao diện app mua vé xem phim đưa cho cô xem. Điều này có nghĩa là anh muốn rủ cô đi xem phim. Không có phim hay, Giang Đào lựa chọn cũng khá khó, một bộ phim dài ít nhất 90 phút, vì vậy cô phải chọn một bộ phim thú vị, không thì sẽ bị nhàm chán. Tào An, nếu không có phim cô thích thì không cần gượng ép, lần sau ta đi cũng được nếu có phim hay. Giang Đào cười gượng vậy để lần sau đi, đi hôm nào cũng như nhau mà. Tào An, đúng là như nhau, chỉ là tôi muốn tìm việc gì đó để làm. Xét cho cùng thì rạp phim dường như là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Giang Đào tò mò hỏi, anh thường làm gì vào những ngày nghỉ? Tào An, cùng ông đánh cờ, câu cá, leo núi, đọc sách, rèn luyện sức khỏe các loại, đôi khi thì rửa xe. Giang Đào nghĩ về chiếc xe díp màu đen của anh, quả thật mỗi khi cô nhìn thấy nó, nó đều rất sạch. Chiếc xe to như vậy, không biết Tào An phải mất bao lâu mới rửa sạch nó. Nhưng trong các sở thích của anh, ngoại trừ đọc sách thì Giang Đào thật sự không thấy bất kỳ sở thích nào là phù hợp với anh. "Vậy cô làm gì?" Tào An hỏi. Giang Đào cười, chủ yếu là đi mua sắm, ăn uống, xem phim với bạn bè hoặc đi ra ngoài cùng bà ngoại. "Tào An, tôi cũng xem phim, nhưng thường là xem trên mạng, có người rủ thì đi mới ra rạp xem thôi." Giang Đào lại tò mò, "Đúng rồi, có ai rủ anh đi chơi không hồi đại học anh thuê phòng một mình lại là người cô độc các bạn học khác không rủ anh đi chơi chẳng lẽ có cô gái nào dám theo đuổi anh sao tào an không có ý tôi là nếu có bộ phim nào mà cô thích tôi rất vui được cùng cô đến rạp phim giang đào cô cầm lấy ly nước cúi đầu uống nước trái cây tào an hay là lát nữa đi leo núi đi hôm nay thời tiết không tệ giang đào núi nào vậy Tào An, Tùng Sơn, trên đó có một tượng Phật lớn. Giang Đào, à, nơi đó, lần trước tôi đến là năm tôi tốt nghiệp trung học, đã lâu không đi rồi. Tào An, mấy năm nay thành phố đã sửa sang lại, có thêm một số trò chơi giải trí, có thể coi là một điểm thu hút khách du lịch của thành phố chúng ta. Giang Đào bắt đầu thấy hứng thú, vậy thì đi leo núi đi, lâu rồi tôi không vận động. Thành phố đồng rộng lớn, cách trung tâm thành phố một giờ lái xe là đủ đến bất kỳ danh lam thắng cảnh xung quanh. Lúc một giờ rưỡi, Tào An đậu xe chiếc xe Jeep của mình ở bãi đậu xe bên ngoài khu thắng cảnh Tùng Sơn. Núi Tùng Sơn cao 800 mét, là núi cao nhất xung quanh thành phố Đồng. Ở đây có một bức tượng Phật lớn được xây dựng trên sườn núi, từ dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy rõ. Mặc dù có nhiều điều thú vị được thêm vào khu thắng cảnh, nhưng mùa này hầu hết cây cối vẫn trơ trụi, không có nhiều khách du lịch tham quan đa phần họ tới đây để leo núi. Hai người đều mặc đồ thường, đi giày thể thao, Tào An lấy trong cốp xe ra hai chai nước bỏ vào túi sách, tay kia cầm máy ảnh rồi lên đường. Thể chất Giang Đào không kém, làm y tá thì mỗi ngày trung bình bước đi ít nhất cũng phải hàng chục nghìn bước, đó cũng là một loại tập thể dục. Sau khi leo hết một quãng đường dài đến tượng Phật, Giang Đào mệt mỏi rã rời, cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tào An vặn nắp chai đưa nước cho cô. Giang Đào mỉm cười, người vẫn thở hỗn hển. Cô y tá nhỏ hai gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo sáng ngời, cổ hơi ngửa lên uống nước, đường viền cổ thon thả. Tào An nhìn sang một bên, Giang Đào đã uống xong. Tào An cầm lấy bình nước trên tay cô, cho vào túi sách để chút nữa đi tiếp. Vì cô không dám nhìn thẳng vào anh, nên Tào An có rất nhiều cơ hội để quan sát người đang hẹn hò với mình. Chẳng hạn như đôi môi vừa uống nước của cô đỏ hồng hơn bình thường, căng mọng mềm mại. Tôi qua bên kia xem một chút đi." Giang Đào chỉ về phía trước và nói. Tào An gật đầu, rồi lấy máy ảnh ra. Giang Đào có chút bối rối, nhưng khi cô đi về phía lan can, phát hiện Tào An không đi theo, cô giả vờ tùy ý quay đầu lại, thấy anh chụp cảnh ở xa, Giang Đào lập tức thả lỏng. Nhưng không lâu sau, Giang Đào nhận ra cô không hiểu lầm, Tào An quả nhiên chụp ảnh cô. Sau khi đi vòng quanh tượng Phật, Giang Đào trở lại bên cạnh Tào An. Tào An cô còn muốn tiếp tục leo không? Giang Đào, tôi mệt rồi, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc tôi ngày mai. Nếu anh muốn leo lên trên, tôi ngồi đây và chờ anh. Tào An, không cần đâu, cùng nhau đi xuống đi. Những bậc đá ở đây cao ba, 400 mét, có chỗ bằng phẳng, có chỗ dốc đứng. Giang Đào phải dùng một tay bám vào lan can bên cạnh. Tào An, nếu cô sợ, tay trái cô có thể bám vào tay tôi. Anh giơ tay lên. Sau khi lên được núi, Giang Đào thấy mệt lắm rồi, hiện tại bắp chân cô còn hơi run, cô có thể tự dựa sức mình để đi xuống núi, nhưng tốc độ rất chậm. Cô chấp nhận lời đề nghị của Tào An và nắm lấy cánh tay anh. Sự thật chứng minh, cánh tay anh rất dày dặn, muốn nắm chắc hoàn toàn phải tốn thêm chút sức. "Vậy để tôi giúp cô." Tào An trở tay lại nắm lấy cổ tay cô, cách ống tay áo, anh dùng lực vừa phải giúp Giang Đào giữ thăng bằng cơ thể một cách ổn định mà không làm đau cô. Giang Đào có một cảm giác khó giải thích nó giống như lan can bên tay phải bị sập, còn Tàu An thì kịp thời kéo cô trở lại nơi an toàn. Khi đến đoạn đường bằng phẳng, Tàu An lập tức buông tay cô ra, đưa cho cô một chai nước, mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên. Giang Đào về nhà đã hơn 4 giờ chiều. Bà ngoại cười hỏi, "Cháu đi xem phim mà?" Giang Đào gục xuống ghế sofa, "Cháu đến Tùng Sơn để leo núi." Lúc leo núi không thấy mệt lắm, ngồi trên xe lâu như vậy nên khi bước xuống chân cô nặng nề và nhức mỏi nhưng cô thấy trong lòng rất vui, không hề hối hận. Bà ngoại, xem ra hai đứa đến nơi đó rất tốt. Giang đào, ở cạnh nhau vẫn là không có gì nói. Bà ngoại, cháu cảm giác là được, nói nhiều hay ít không quan trọng, chẳng phải cháu ở trước mặt bà vẫn hay lại nhãi đó thôi. Giang đào không tỏ ý kiến, nói thế nào nhỉ, so với kiểu hẹn hò nhằm chán buộc phải tìm chuyện để nói với nhau, kiểu kiềm chế của Tào An lại thoải mái hơn. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Giang Đào đi tắm, lúc cô đang sấy tóc, Cô nhận được bức ảnh mà Tào An chụp hôm nay. Hai bà cháu dựa vào nhau xem ảnh. Giang Đào để tóc dài ngang vai, trên núi có gió nhẹ khiến tóc cô tung bay như hiệu ứng chụp ảnh trong studio. Tóm lại, mọi tấm ảnh Giang Đào trong ống kính của Tào An đều rất đẹp. Bà ngoại, cháu như vậy, tiểu Tào chịu từ bỏ mới là lạ. Giang Đào vừa trả lời tin nhắn Tào An, vừa dỗi dỗi nói với bà, bà là bà lão bán dưa. Bà ngoại đập đập vai cô, tiểu tàu vẫn thật thà hả? Có nhân cơ hội nắm tay không? Giang đào, anh ấy không phải loại người như vậy. Mỗi khi có cơ hội giúp đỡ cô, anh chỉ nắm cổ tay, cách nhau ba lớp áo. Bà ngoại rất hài lòng, bà đi vào bếp trong chừng nồi canh. Giang đào tiếp tục trò chuyện với Tào An. Tào An, mai 7 giờ tôi xuất phát, không thể đưa cô đi làm. Giang đào, anh cứ yên tâm đi tập huấn đi, tôi không phải lúc nào cũng bắt anh đưa đón đâu. Tào An, không sao, cứ thoải mái liên lạc với tôi. Giang Đào đã lâu rồi không đi xe buýt, bây giờ là 7 giờ sáng, cô chen chúc lên xe buýt đông người, cảm thấy cảnh xô đẩy trước mặt và sau lưng, ngửi thấy mùi không khí trong xe hỗn tạp, lại cảm thấy không quen. Sau khi xuống xe ở bệnh viện, Giang Đào lấy điện thoại ra động và thấy Tào An gửi cô hai bức ảnh. Một bức là ở cổng soát vé ở nhà ga, một bức là ở chỗ ngồi của anh, cùng với một dòng chữ, xuất phát. Giang Đào, bao lâu thì tới nơi. Tào An, 5 tiếng nữa cô đến bệnh viện chưa? Giang Đào cũng chụp ảnh ở bệnh viện và gửi đi. Tào An, cô vào đi, buổi tối gọi video. Y tá Giang Đào đi về phía trước vừa xem điện thoại, đột nhiên dừng lại. Video à? Chương 18. Tào An hỏi Giang Đào buổi tối khi nào tiện để gọi video, Giang Đào tan làm lúc 7 giờ, nếu gọi sớm thì bà chưa ra ngoài còn nếu gọi trễ thì bà đã trở về thật lòng cô rất muốn nói đừng gọi video gửi tin nhắn là được rồi y tá tiểu đào nhìn lên trần nhà thở dài gặp mặt trực tiếp thì cô có thể tận dụng sự chênh lệch chiều cao giữa hai người mà tránh nhìn thẳng vào mặt tàu an còn khi gọi video camera điện thoại nhỏ như vậy họ chỉ có thể nhìn thẳng mặt nhau gian đào lờ mờ cảm nhận được sự lịch sự của tàu an dường như ẩn chứa sức mạnh anh đang từng bước dẫn dắt mối quan hệ giữa hai người phát triển lên một tầng sâu sắc hơn. Đây là chuyện bình thường, anh theo đuổi cô vì Giang Đào vẫn chưa thích anh, anh chỉ có thể làm vậy. Vì Giang Đào đã hứa với Tào An sẽ cố gắng, cô không thể mù quáng trốn tránh vấn đề, vì vậy cô chỉ để suy nghĩ này trong mà không nói ra. Cô cũng muốn biết, cô sẽ dần dần chống lại sự tấn công thông thả của Tào An hay là dần dần chấp nhận anh. Đã đến giờ rồi. Giang Đào cuối cùng lựa chọn ghế sofa phòng khách để gọi video với anh. Trên bàn trà cô đã dọn xong trái cây, đợi sau khi nói chuyện được một, cô sẽ để điện thoại lên bàn trà, kéo khoảng cách ra một chút để giảm bớt cảm giác áp bức, sau đó vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Như vậy vừa tự nhiên lại còn phân tán bớt một chút sự chú ý. Hẹn hò xem mắt chính là như vậy, hai người nam nữ xa lạ khi tiếp xúc sẽ hiểu nhau hơn, có nhiều cảm xúc tích cực hơn thì sẽ tiếp tục, còn không thì đề nghị kết thúc. 7 giờ 3 phút Tào An gửi tin nhắn, bây giờ có tiện không? Giang Đào, tiện chứ, tôi đang xem TV. Vài giây sau, cuộc gọi video của Tào An đến. Bởi vì phòng khách quá yên tĩnh, âm thanh thông báo cuộc gọi video đột ngột vang lên khiến tim Giang Đào đập loạn nhịp, giống như giáo viên khó tính nhất trường cấp 3 đột nhiên yêu cầu cô giải một bài toán khó mà cô thậm chí còn không làm được. Giang Đào khẽ cắn môi, đặt điện thoại dựa vào hộp khăn giấy, cô ngồi xổm xuống trước bàn trà, hơi mỉm cười, ấn nút chấp nhận cuộc gọi được kết nối nửa thân trên của tàu an xuất hiện ở màn hình tóc cắt ngắn gọn gàng mặc áo le màu đen có lẽ do ánh đèn nên tối nay nhìn anh trắng hơn một chút nhưng sự thay đổi này không ảnh hưởng chút nào đến khí thế mạnh mẽ của anh đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô gian đào lại cảm thấy mình như đang bị sói dữ nhắm làm con mồi tuy không nguy hiểm nhưng quá kích động khiến cô hoảng sợ muốn chạy trốn cô vội vàng nhìn về phía sau anh anh ở khách sạn sau Tào An, ừ, hiệp hội sắp xếp hai người ở chung một phòng. Màn hình chuyển thành camera sau, trong một căn phòng nhỏ dành cho khách có hai chiếc giường đơn, một chiếc giường trống không, còn giường kia thì có một người đàn ông mập mạp đang ngồi xổm bên cạnh soạn hành lý. Giọng nói của Tào An truyền đến, đây là chú Tôn ở cùng tôi, cũng là người thành phố chúng ta. Chú Tôn ngẩng đầu lên, cười vẫy vẫy tay về phía này, đối tượng yêu đương của tiểu Tào đúng không? Yên tâm, mấy ngày nay chú sẽ trông chừng tiểu Tào cho cháu. Giang Đào. Tào An quay lại camera, nhìn Giang Đào đang xấu hổ đỏ mặt nói, "Cúp máy trước đã, tôi ra ngoài tìm chỗ rồi gọi lại sau." Giang Đào gật gật đầu. Đối tượng yêu đương và đối tượng xem mắt có hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cô còn đang lúng túng về cuộc gọi video ngắn vừa rồi thì Tào An gọi lại. Giang Đào kết nối. Lúc này Tào An đang đứng trước đài nước bên ngoài sảnh của khách sạn, ánh đèn xung quanh không đủ sáng nên khí thế của anh lại càng mạnh mẽ hơn. Anh khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo len. Chú Tôn chỉ nói đùa thôi, cô đừng để ý, tôi đã giải thích mối quan hệ của chúng ta với chú ấy trước khi liên lạc với cô. Giang Đào chấp nhận lời giải thích này, rất phù hợp với tính cách của Tào An. Cô chỉ là thấy hơi kỳ lạ, sao lúc đầu anh không ra ngoài? Tào An, tôi muốn giới thiệu cho cô biết về người cùng phòng với tôi. Giang Đào, tôi không cần biết chú ấy. Đừng nói chỉ là bạn cùng phòng ba, bốn ngày ngay cả bạn thân của Tào An cũng không cần thiết, hai người còn chưa tới mức đó. Tào An cười, không hiểu thật sao? Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu thoải mái, như thể chỉ là một lời đáp lại, không cần câu trả lời. Trái tim của Giang Đào đập bình bịch, nghĩ đến mấy lời nói chuyện phím của bà cô về mối nguy hiểm tiềm ẩn của những người đàn ông hay đi công tác. Cô vô cùng xấu hổ, không phải anh báo cáo mọi chuyện với tôi chỉ vì bà ngoại hỏi anh về chuyến công tác chứ? Thực sự không cần đâu. Bà ngoại chỉ thích nghĩ nhiều thôi. Tào An, không liên quan gì đến bà ngoại, tôi học từ bố tôi, ông ấy mỗi lần đi công tác đều sẽ báo cáo với mẹ. Giang Đào. Mối quan hệ của họ khá tốt. Trái cây bắt đầu phát huy công dụng, Giang Đào ôm đĩa trái cây vào lòng, bên trong là dâu tây đỏ tươi, tuy nhỏ nhưng chín mọng rất ngon, cắn một miếng là vừa miệng. Sau khi ăn một quả, cô nhận ra Tào An vẫn đang nhìn mình ăn, Giang Đào không còn cách nào khác đành hỏi. Ở đó có ấm hơn không? Tỉnh Lị nằm ở phía nam của thành phố Đồng. Tào An, không khác biệt lắm. Cô thích ăn dâu Tây sao? Giang Đào, không hẳn, mùa nào cũng có trái tôi thích. Tào An, bà nội tôi trước kia vốn thích trồng rau, trong nhà cũng trồng mấy loại cây ăn quả như táo. Anh Đào, Hồng, khi nào chính tôi đem cho cô ăn thử, ngon hơn so với mấy trái mua trong các cửa hàng. Giang Đào, nhà anh chắc là rất rộng bà ngoại cũng có ước mơ trồng rau, nhưng tiếc là ở nhà không có đất trồng. Tào An mỉm cười, rõ ràng là được cô y tá nhỏ chọc cười, nhưng bởi vì ngũ quan và khí chất của anh, lại ở trong bóng tối nên trong anh có vẻ hung dữ. Nhà của ông nội tôi rất lớn, nhưng tôi ở căn hộ trong tiểu khu, cũng không có đất. Giang Đào cảm thấy rằng đề tài này có hơi sai sai, như thể cô muốn biết lai lịch của gia đình họ. Cô quay sang một bên, anh đi tập huấn như vậy, còn hạng mục ở công viên Minh Hồ thì sao? Tào An, đã sắp xếp hết rồi, mấy ngày nay không có tôi cũng không sao. Giang Đào, khá là tự do nhỉ. Tào An, cũng sẽ có lúc bận rộn. Bà ngoại không có nhà sao? Giang Đào, bà ra ngoài đi nhảy rồi, khoảng 8 giờ mới về. Ngày mai mấy giờ anh sẽ đi tập huấn, anh có muốn đi ngủ sớm không? Tào An, được, tối mai gặp. Giang Đào như trút được gánh nặng, liếc nhìn Cao An lần cuối trước khi cúp video. Cô thấy anh đang cúi đầu, không chắc là anh có đang nhìn cô hay không, hay là do màn hình bị đứng. Giang Đào đã kiểm tra rất kỹ, đảm bảo rằng áo len và áo khoác của cô được che rất cẩn thận, tuyệt đối không để lộ bất cứ thứ gì không nên lộ, dù chỉ là hình dáng hay đường nét. Tào An đã gửi tới một bức ảnh khác. Trong bức ảnh, một cụ bà có chiều cao ngang với bà ngoại đang hái quả anh đào, khi biết có người lén chụp ảnh mình thì bà nhìn sang mỉm cười, nét mặt rất phúc hậu. Giang Đào đã nhìn thấy những bức ảnh cũ của ông bà Tào An khi họ còn trẻ. Cô biết bà cụ trong tấm hình này là bà của anh. Tào An, có hơi giống bà ngoại không? Giang Đào, cả hai đều thích cười, nhưng bà ngoại thì hoạt bát hơn, còn bà của anh thì trông điềm đạm hơn. Tào An, đúng vậy, bà nội cũng có tính cách như cô, nghe nói lúc đầu bà cũng sợ ông tôi. Giang Đào chậm chạp không trả lời lại. Tào An, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Giang Đào rời bệnh viện lúc 8 giờ tối. Cô không muốn về nhà để bà ngoại biết cô liên lạc với Tào An, nên cô gọi anh trong lúc chờ xe buýt bên đường. Tào An đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách sạn, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng buông lỏng hai cúc, lộ ra xương quai xanh và một mảnh nhỏ trước ngực. Nhưng tác động là khá lớn. Giang Đào quay đầu giả vờ nhìn xem xe buýt đến chưa. Tào An, mới tan ca. Giang Đào, đúng rồi, Đột nhiên bên phía anh có một âm thanh nôn mửa vang lên. Tào An nhìn phòng tắm một cái, giải thích, tiệc liên hoan tối nay chú Tôn uống nhiều quá, tôi vừa đỡ chú ấy vào phòng, bây giờ có hơi nóng. Giang Đào không thân quen với anh như vậy, vì vậy cô nói dối, không sao, xe của tôi tới rồi, lần sau chúng ta nói chuyện nhé. Tào An, được, đi đường cẩn thận. Giang Đào mỉm cười. Trước khi xe đến, cô ngồi trên băng ghế và lướt điện thoại. Quy hiện lên một tin nhắn mới. Tào An, tôi không thích uống rượu, trong tiệc tối chỉ uống một ly bia để ứng phó thôi. Người khác cũng sẽ không tiếp tục rủ tôi uống. Giang Đào, bình thường, tôi hiểu. Tào An, tôi đi xem chú tôn. Giang Đào không trả lời lại. Xe biết đến, bên trong còn ghế trống, Giang Đào chọn một chỗ ngồi xuống. Khi gần đến trạm dừng, Tào An gửi một bức ảnh, chú tôn nằm trên giường bên cạnh, mặt đỏ bừng và chú ấy đã ngủ say. Giang Đào, cô không muốn nhìn thấy ông chú béo tuổi trung niên say xỉn chút nào. Tào An thu hồi tấm ảnh rồi nhắn, chứng minh người vừa rồi trong phòng tắm chính là chú tôn. Giang Đào, tôi không nghi ngờ gì cả. Tào An, tôi luôn cảm thấy cô không vui lắm. Giang Đào dừng một chút, không liên quan gì đến anh, chỉ là âm thanh nôn mửa có chút ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Tào An, ngày mai tôi sẽ ra ngoài. Giang Đào đồng ý cô không muốn bị người lạ nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Sau khi bà đi ngủ, Giang Đào đã nói với Phương Nhụy về sự tiến triển của cuộc xem mắt, anh ấy có vẻ rất thích gọi video. Phương Nhụy, đấy là bởi vì cậu xinh đẹp đó. Nếu người chồng trong mơ của tớ mỗi ngày sẵn sàng gọi video với tớ, ngay cả khi anh ấy chỉ nhìn một cái, chỉ nói một câu, tớ cũng sẽ thấy vui cả ngày. Giang Đào, chồng nào? Phương Nhụy, cậu đáng ghét thật. Nói tiếp về ông trùng tàu đi, cậu ghét anh ấy như vậy à? Giang Đào, không phải tớ ghét anh ấy, nhưng video còn không dễ như gửi tin nhắn. Phương Nhụy, tớ hiểu mà, ông trùng tàu biết cậu sợ anh ấy, càng sợ nên anh ấy càng tạo cơ hội để gặp mặt nhau, nếu không thì mãi mãi cậu vẫn không quen mặt của anh ấy. Giang Đào Vào buổi trưa, Giang Đào đợi bà ra ngoài trước, sau đó gọi video với Tào An. Lần này Tào An đang mặc một bộ âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Giang Đào lại bị ngạc nhiên, ánh mắt dời đi nhìn phía sau anh. Anh đang ở khách sạn sao? Tào An, ừ, buổi sáng tôi đi tham quan một công ty, vừa mới trở về. Giang Đào, những người khác đâu? Tào An, bọn họ đi liên hoan, tôi không có hứng thú, lát nữa đi tới nhà hàng của khách sạn ăn. Giang Đào hiểu rằng anh đang cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để gọi video với cô, tránh không để âm thanh nào ảnh hưởng xấu đến tâm trạng lọt vào. Giang Đào nhìn mặt anh, không biết là thật sự nhìn quen hay là mềm lòng, kỳ thật cô cảm thấy ngũ quan Tào An không còn hù người như lần đầu gặp mặt. Kết hợp với bộ vét này, cô thậm chí còn nhận ra anh có chút ngầu. Tối mai anh về sau Cô nhìn cổ áo anh hỏi. Tào An, ừ, 10 giờ đến nhà ga, cô có muốn ra ngoài ăn khuya không? Giang Đào nhìn anh một cái. Nếu cô thực sự có thể ra ngoài ăn tối với anh vào lúc 10 giờ đêm, chắc anh trực tiếp chuyển mối quan hệ sang chính thức. Tào An mỉm cười, cô không đi ăn khuya cũng không sao, tôi mua ít đặc sản cho bà ngoại, đưa đến cửa nhà cô nhé. Giang Đào, anh nhất định phải đưa vào tối mai sao? Cao An không nói gì, chỉ nhìn cô. Giang Đào. Cô nhanh chóng chuyển sang camera phía sau, để đôi mắt sói dữ của anh xem TV của cô. Màn hình vang lên một tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi. Giang Đào nhìn về phía màn hình. Tào An có lẽ cảm thấy cô không dám nhìn vào mặt anh nên đã hạ điện thoại xuống, khiến Giang Đào nhìn thấy ngực anh bị áo vét đen ôm sát. Nếu áo bó quá chặt có thể sẽ gây phản cảm, còn nếu rộng thùng thình sẽ không thể hiện được cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh đáng kinh ngạc của anh. Lần đầu tiên Giang Đào hiểu hai từ cấm dục. Ai cũng có thể nhìn ra trong người của người đàn ông này có dục vọng mãnh liệt, nhưng lại được lý trí kiềm chế, giống như bộ đồ đen kia. Chương 19 9 giờ tối, bà ngoại xem xong hai tập phim thì đi ngủ. Giang Đào tắt đèn trong phòng khách, quay trở lại phòng mình. Những người trẻ tuổi thích thức khuya, nhưng Giang Đào đi ngủ vào khoảng 11 giờ mỗi đêm được coi là sớm. Cô lấy trên kệ sách xuống một quyển sách chuyên ngành, Giang Đào dựa vào chiếc ghế lười nhỏ để đọc sách. Sau khi đọc được vài trang cô nhìn đồng hồ treo trên tường. Nhìn thấy 10 giờ, Giang Đào có chút buồn ngủ, bên cạnh cô là chiếc giường êm ái, cô không nhận được cám dỗ từ nó nên định đi nằm một lát nằm xuống thật là thoải mái, cô ôm lấy laptop, dựa vào đầu giường để xem kịch. Tào An, tôi đã xuống xe. Giang Đào liếc nhìn đồng hồ, hỏi, có người đón anh không? Hay anh đi taxi? Tào An, ông tôi cho người đến đón. Cô đang làm gì thế? Giang Đào, xem TV. Tào An, nói cách khác là cô còn chưa ngủ. Giang Đào, có gì quan trọng sao? Tào An, tối nay buồn ngủ thì tôi không qua. Mai tôi sẽ gửi đặc sản tới. Giang Đào đang do dự có nên trả lời hay không thì Tào An đã gửi đến một tin nhắn khác. Tôi sẽ về nhà thay quần áo, tôi sẽ đến đó trước 11 giờ. Giang Đào sửng sốt. Anh đã ngồi tàu 5 tiếng, nửa đêm lại đến đưa đặc sản cũng đủ lòng thành rồi, còn muốn về nhà thay quần áo sao? Có phải cần thiết như vậy không? Giang Đào nhớ lại một lúc, đột nhiên phát hiện ra mỗi lần gặp nhau Tào An đều rất sạch sẽ, không giống như hình tượng của một kỹ sư hàng ngày phải đến công trường trong trí tưởng tượng của cô. Cô tiếp tục xem kịch, rèm cửa trên ban công đã mở ra một khoảng trống chừng 5cm. Tiểu khu lúc này tương đối yên tĩnh, bên ngoài căn bản không có xe cộ qua lại. 10 giờ 50 phút, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên bởi đèn xe, Giang Đào nhìn chầm chầm khe hở trên rèm. Ngay khi chiếc xe địa hình màu đen dừng lại cạnh cửa sổ nhà cô, đèn lập tức được tắt đi. Giang Đào dùng tốc độ nhanh nhất để đóng rèm trước khi Tào An thấy khe hở từ phòng cô. Còn chưa bình tĩnh lại, Tào An đã gửi tin nhắn, tôi đến rồi, bà ngoại ngủ chưa? Giang Đào, bà ngủ rồi. Đợi tôi một chút. Cô đặt điện thoại xuống, Giang Đào đi qua tấm gương rồi tùy tay vuốt lại tóc, khuôn mặt cô đã sạch sẽ, cũng không trang điểm cho buổi gặp tối nay. Cô lặng lẽ đi ngang qua cửa phòng bà ngoại, chỉ bật đèn ở cửa ra vào, thấy giày rồi nhẹ nhàng mở cửa, chưa một khoảng hở cố gắng không gây ra tiếng động dư nào. Nửa đêm nhiệt độ giảm xuống còn 2-3 độ, Giang Đào cuốn chặt áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa tòa nhà. Tào An đứng chéo đối diện với cửa, tay trái cầm hai túi quà dẹt, tay phải cầm hộp quà hình hộp chữ nhật, trời tối đến mức không nhìn rõ bao bì. Đặc sản gì thế? Nhiều như vậy sao? Giang Đào bước tới thầm cảm ơn sự chênh lệch chiều cao, cô cảm thấy thoải mái hơn vì không phải nhìn thẳng vào mặt Tào An, nhưng cảm thấy hơi khó xử với những món quà này. Mối quan hệ vẫn chưa được xác định, cô không muốn Tào An tiêu tiền. Tào An lần lượt giới thiệu, đây là một chiếc khăn lụa và một hộp đồ ăn vặt, còn đây là một chiếc loa ngoài trời để bà ngoại dùng khi đi nhảy ở quảng trường. Giang Đào, không phải anh nói chỉ mua đặc sản sao? Tào An, cái này thiết thực hơn, cô cũng biết đặc sản tỉnh chúng ta mà. Giang Đào cũng biết, đặc sản tỉnh mình so với nơi khác đều là các sản vật không quá đặc sắc, hoặc là giá cả bình dân, làm quà tặng thì không thành ý lắm. Cái loa này bao nhiêu tiền? Giang Đào cảm thấy Tào An sẽ không mua những thứ rẻ tiền. Tào An, tôi và bà ngoại có duyên, đây là tôi kính trọng bà, cô không cần cảm thấy gánh nặng, cũng không tốn kém đâu, vì mấy nhiều chức năng quá phức tạp sợ bà ngoại không học được. Khi anh nói thế, Giang Đào không thể từ chối được nữa, được rồi, sau này đừng mua nhiều như vậy. Tào An, được. Đột nhiên dường như không còn gì để nói, Giang Đào vô thức nhìn chiếc xe của anh. Tào An đành phải cúi đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô y tá nhỏ, người cô nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo khoác rộng dày cột, vì lạnh nên khóa kéo đã kéo hết lên trên, che đi một chút cầm, khiến khuôn mặt của cô trông nhỏ hơn, trắng trẻo, tròn trịa, thực sự giống như một học sinh mới thi đậu đại học. Anh lái xe tới đây một mình nha. Trong sự im lặng ngày càng xấu hổ này, Giang Đào đã tìm thấy một câu để hỏi. Tào An, ừ, tài xế đưa tôi đến tiểu khu, tôi để anh ta về trước. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, làm thế thì ông lão họ Tào sẽ không biết cháu trai của mình lại chạy đến đưa đặc sản cho đối tượng xem mắt của mình vào lúc nửa đêm. Ngày mai cô được nghỉ sao? Tào An hỏi cô. Giang Đào ánh mắt khẽ động, đúng vậy, lần này chúng tôi đều được nghỉ ngơi vào cuối tuần, nên sẽ cùng bạn thân đi mua sắm. Trong hơn nửa tháng, hầu như ngày nào cô cũng phải gặp Tào An, không gặp mặt trực tiếp thì gọi video, Giang Đào cảm thấy hơi gò bó, cô cần được thư giãn. Thế còn anh, trên mặt cô lộ rõ vẻ bồn chồn, giống như lo lắng anh sẽ vì câu trả lời vừa nãy mà tức giận. Tào An cười nói, tôi tranh thủ đi công trường, sau đó câu cá cùng ông nội. Một ngày cũng sẽ nhanh trôi qua. Giang Đào, có vẻ như khá bận rộn, vậy anh nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tào An, cô cũng đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh đến đưa cho cô ba món quà. Khi Giang Đào nhận được món quà, cô ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên người anh hương thơm thật sạch sẽ và sảng khoái. Nghĩ đến việc anh gội đầu, thậm chí còn đặc biệt tắm cho lần gặp mặt này, nhưng gặp nhau mấy phút rồi lại về, Giang Đào cảm thấy mềm lòng một chút. Đúng rồi, anh ăn tối chưa? Ma xui quỷ khiến mà cô nhớ tới chuyện ăn tối của anh, theo thời gian anh đã nhắn trước đó, hẳn là anh đến ga tàu ngay sau cuộc họp buổi chiều, có lẽ anh đã ăn trên tàu, nhưng Giang Đào không nghĩ đồ ăn trên đó sẽ ngon. Tàu An nhìn cô y tá bưng đầy quà, nói thật, Tôi gọi đồ ăn trưa trên xe, nhưng ăn không no. Giang Đào đã biết sức ăn của anh, anh ăn rất nhiều và thích ăn thịt. Có một tiệm thịt nướng ở bên ngoài tiểu khu, bây giờ vẫn đang mở cửa. Tào An, cùng nhau đi. Giang Đào, để tôi cất đồ vào trước. Cô quay người lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ bối rối, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đặt quà vào nhà khách rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đút tay vào túi, Giang Đào rủ mắt bước về phía Tào An. Tào An, đi qua bên kia sao? Ăn xong tôi đưa cô về." Giang Đào gật gật đầu. Mấy phút sau, hai người đã đứng ở ngoài quán nướng, quán không lớn, bên trong quán có một bàn khách nam nữ gọi rất nhiều bia. Tào An đi vào trước. Những vị khách ở bàn đó nhìn sang, người đàn ông đầu trọc vừa nãy còn đỏ mặt mời bạn uống rượu bỗng ngẩn người, cúi đầu như tránh né. Ông chủ tuổi trung niên cũng tỏ ra sợ hãi. Ông từng thấy qua mấy tên côn đồ cùng xã hội đen nhưng với người này thì không cùng đẳng cấp. Lúc này Giang Đào cũng đi vào. Cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đi cùng Tào An lại khiến cô như một tiểu bạch hoa bị ông trùng xã hội đen bắt cóc. Tiểu bạch hoa, chỉ một người xinh đẹp như hoa, yếu đuối, đáng thương. Bên này, Tào An chỉ vào chiếc bàn bốn người cạnh cửa sổ, hỏi. Giang Đào gật đầu. Cao An liếc xuống gầm bàn. Những cửa hàng bên cạnh tiểu khu lâu đời này cũng đã vài năm, khách hàng đa dạng và nhiều tính cách khác nhau có người sẽ vứt khăn giấy vào thùng rác có người lại trực tiếp ném xuống đất nhưng trong tiệm thì ông chủ và người phục vụ không chú ý quá nhiều đến phương diện này nhưng sau khi tàu ăn liếc nhìn ông chủ ngay lập tức gọi một người phục vụ tới người phục vụ này vừa mới lau sàn thấy ông chủ đi tới cầm dẻ lau mặt bàn sau đó trải một chiếc khăn bàn bằng nhựa dùng một lần vẫn chưa xong ông chủ thậm chí còn rửa sạch tất cả bộ đồ ăn trên bàn ăn bằng nước sôi đang bốc khói tự như đang cung cấp dịch vụ tốt nhất trong khả năng phục vụ của quán ăn. Thực đơn đây, đại ca muốn ăn gì? Ông chủ thái độ ân cần hỏi. Giang Đào liếc nhìn Tào An, rồi nhìn ông chủ tiệm, mặc dù Tào An có khí thế mạnh mẽ, nhưng chủ quán rõ ràng là lớn tuổi hơn. Tào An không để ý vấn đề xưng hô, anh gọi ba loại thịt, sau đó đưa thực đơn cho Giang Đào. Giang Đào không đói nên gọi hai món chay, vì cô không thể chỉ nhìn Tào An ăn. Ông chủ, Đại ca, anh có muốn uống chút rượu không? Chúng tôi có cả bia và rượu trắng. Tào An, nước cam là được. Ông chủ cuối cùng cũng rời đi. Những thực khách ở bàn cách đó không xa vẫn lén lút nhìn sang đây. Giang Đào cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó và thì thầm với Tào An. Hầu như mấy quán ăn ở đây đều như vậy, không biết anh có quen không? Tào An, căng tin ở công trường không ngon bằng ở đây, tôi thường xuyên ăn ở đó. Giang Đào nhìn quần áo của anh, Quần áo của anh dường như luôn sạch sẽ. Tào An, tôi luôn mang theo một bộ quần áo để thay trong xe, mỗi lần ra khỏi công trường đều tắm rửa sạch sẽ. Giang Đào, anh khá để ý. Tào An, nguyên nhân chủ yếu là vì không muốn dính bẩn lên xe. Giang Đào hiểu, đàn ông đều có cảm tình với xe ô tô của mình, Tào An cũng nói anh ấy thường tự rửa xe, có thể thấy cảm tình này còn sâu sắc hơn cô nghĩ. Đĩa thịt liên tục được đưa lên, Tào An cởi áo ngoài, bên trong là chiếc áo len đen, vai rộng, cánh tay chắc khỏe. Giang đào không nhìn quá nhiều, cô chậm rãi ăn những món chay cô gọi. Tào An rót cho cô một cốc nước cam. Giang đào tìm điện thoại, nhưng túi của cô trống trơn, lúc này mới nhớ ra khi ra ngoài cô đã quên nó cầm theo. Tào An, có phải cô muốn nhắn gì với bà ngoại không? Sợ bà tỉnh dậy không thấy cô trong nhà sẽ sốt ruột. Giang Đào cười nói, cái này anh yên tâm, bà ngoại ngủ rất say, có thể ngủ một giấc đến 5 giờ sáng. Tào An, nghe nói người già như vậy sống rất lâu. Giang Đào thích nghe điều này. Vì ăn khuya nên Tào An không gọi nhiều món, chỉ 10 phút sau anh đã ăn xong tất cả các món ăn. Từ tiệm thịt nướng ấm áp đi ra, bên ngoài hình như càng lúc càng lạnh, Giang Đào rụt cổ lại, sau đó nhìn Tào An ăn mặc không ấm bằng cô, anh không lạnh sao? Tào An, không lạnh, thậm chí còn có thể cho cô mượn áo khoác. Giang Đào lập tức lui về sau mấy bước, không cần, không cần, tôi chỉ hỏi Linh Tinh một chút. Tào An nhìn bóng lưng sắp co lại thành quả bóng của cô, cười cười. Anh đưa Giang Đào về cửa tòa năm của tiểu khu. Giang Đào mở cửa đi vào, đứng bên trong vẫy tay với anh, dục, mau về đi. Tào An nhìn cô lần cuối rồi bước đi. Giang Đào đóng cửa lại, xuyên qua cửa sổ phòng bếp, cô nhìn thấy bên ngoài trời còn tối, liền biết Tào An còn chưa lên xe. Giang Đào tạm thời không giải quyết món quà mà anh mang đến, tắt đèn ngoài hiên và lần theo bóng tối đi vào phòng ngủ. Cô ngồi ở trên giường đợi một lúc, rốt cuộc nghe thấy tiếng xe khởi động bên ngoài, mãi đến khi xe chạy đi, Giang Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Giang Đào vừa từ phòng ngủ đi ra, liền bị bà ngoại chặn lại, tiểu tàu tối hôm qua tới sau. Mấy giờ tới? Giang Đào giữ vẻ mặt như thường, gần 11 giờ, anh ấy tới tặng quà cho bà. Bà ngoại, vậy sao cháu không nói với bà? Để bà ra cảm ơn trực tiếp cậu ấy. Giang Đào, giấc ngủ của bà với mấy lời khách sáo thì quan trọng hơn mà. Vấn đề là, Tào An không đến đây vì bà ngoại, Giang Đào không muốn bà thức cả đêm vì chuyện này. Bà ngoại ăn muối nhiều hơn cô mấy chục năm, bà biết rõ chuyện là như thế nào, nhèo mắt nhìn cháu gái cười, cháu đợi cậu ấy tới, ngoan ngoãn như vậy sao? Giang Đào Bà ngoại cười càng lúc càng mờ ám dù đàn ông có nhiều thính cỡ nào phải xem phụ nữ có sẵn lòng chịu đớp hay không nếu không thì chỉ phản tác dụng mà thôi chương hai mươi hơn mười giờ bà ngoại đi dạo ở quảng trường về thấy giang đào vẫn còn ở nhà nên lấy làm lạ hỏi không phải cháu muốn đi mua sắm với tiểu nhụy à mà sao giờ vẫn chưa xuất phát thế giang đào bất lực cậu ấy vừa mới dậy lát nữa hai tuổi cháu sẽ đi ăn trưa luôn bà ngoại cười lắc đầu mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng Giang Đào ngủ dậy muộn nhất là 9 giờ, còn Phương Nhụy thì nhiều hơn chút. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên ngủ bao lâu cũng không quan trọng. Nửa tiếng sau, Phương Nhụy đến, trên người cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, áo khoác lửng màu xanh vỏ đậu, phía dưới là một chiếc váy màu đỏ sẫm. Ngũ quan của cô ấy không quá xuất sắc, nhưng làn da rất trắng lại còn trang điểm kỹ càng, khi cô ấy xuất hiện, người khác sẽ cảm thấy như có nguồn sáng trước mặt. Bà ngoại, ui chao, ngồi sao nổi tiếng nào đây? phương nhụy chạy tới ông lấy bà ngoại cháu chỉ thích nghe bà ngoại nói chuyện thôi mẹ cháu chỉ toàn biết chê cháu bà ngoại chê cháu cái gì phương nhụy ngủ nướng không chịu ăn sáng không có bạn trai ngay cả khi cháu trang điểm quá lâu mẹ cháu cũng sẽ cằn nhằn vài câu nếu cháu sớm biết mẹ cháu như thế cháu chẳng về đây làm việc bà ngoại bà không tin cháu nợ ở xa ba mẹ phương nhụy không liên quan đến việc nhớ nhà hay không ạ à, cháu cúi đầu trước hiện thực thôi với một người học vấn bình thường làm việc ở thành phố lớn tính cả làm thêm giờ thì chỉ có năm sáu ngàn tệ riêng tiền thuê nhà cũng đã tốn hai ba ngàn cháu phải chia tiền thuê nhà với người khác hơn nữa còn tiền ăn tiền điện nước tiết kiệm cũng không được bao nhiêu lúc về lại thành phố đồng ít nhất cháu còn có một ngôi nhà thoải mái ở một mình một phòng còn có thể ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày hay da, đúng là có được có mất ước gì mẹ cháu giống bà như vậy sẽ rất hoàn hảo bà ngoại vỗ đầu cô ấy, sướng vậy rồi mà còn khoe mẽ. Phương Nhụy nhìn Giang Đào, ôm bà ngoại hỏi, tiểu đào kể là bà đã gặp Tào An, bà có vẻ hài lòng ngạ. À? Bà ngoại có ý tứ nói, bà hài lòng hay không cũng vô dụng, cháu phải hỏi nó xem có thích hay không. Giang Đào kéo Phương Nhụy ra cửa trước khi hai họ hợp lực đối phó với cô. Trong xe, Phương Nhụy vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi, ông trùng Tào thật là bám người, đi công tác ngày nào cũng phải gọi video hôm nay anh ấy không rủ cậu đi chơi à? Giang Đào, tớ nói hôm nay tớ sẽ đi mua sắm với cậu. Phương Nhụy Khoa Trương hít một hơi, cậu dám dùng tớ làm lá chắn. Toi rồi toi rồi, ông trùng tàu sẽ coi tớ là cái gai trong mắt. Giang Đào cười, đánh cô, đừng nói nhảm nữa, tập trung lái xe đi. Đường đi hơi tắt, đến quán ăn trong trung tâm thương mại, thực khánh vẫn còn xếp hàng dài, hai người mỗi người một ly trà sữa, vừa uống vừa tán gẫu. Phương Nhụy, nói thật tớ cảm thấy cậu với ông trùng tàu có thể thành đôi giang đào dùng đôi mắt bày tỏ sự thắc mắc phương nhụy cậu cũng từng xem mắt vài người lần đầu tiên gặp mặt là đã có thể phát hiện ra đối phương có khuyết điểm nào đó hoặc nếu không có khuyết điểm thì cũng có điểm gì khiến cậu không cảm thấy thoải mái trong lòng sinh ra cảm giác ghét bỏ rất khó để một người thay đổi tính cách của họ có một chi tiết nhỏ ở họ làm người khác không vừa ý họ vẫn xem như không có vấn đề gì lớn thậm chí còn rất tự hào, nên họ sẽ không cố tình che giấu. Ví dụ như một số đàn ông thích khoe khoang. Bình thường người thân hay bạn bè sẽ không nói với anh ta rằng điều này là không tốt. Khi anh ta đi xem mắt, anh ta có thể khoe khoang về học vấn, chiều cao, gia cảnh. Vân vân, nếu không còn gì để khoe nữa, anh ta sẽ khoe về những người máu mặt mà anh ta biết. Một số đàn ông thì quen với việc kén chọn, chi ly, nếu thái độ của người phục vụ trong nhà hàng khiến anh ta không hài lòng, anh ta sẽ càm ràm với đối tượng xem mắt của mình. Điều này được coi là bình thường, thậm chí còn có những người đàn ông xem mắt kỳ lạ hơn, chẳng hạn như quan tâm đến tiền lương, tình sự yêu đương, quan điểm tình dục, sinh nở của đàn gái. Là bạn tốt của nhau, Giang Đào và Phương Nhụy đều từng phàn nàn về những cuộc xem mắt của họ. Tớ chưa từng nghe cậu phàn nàn về ông trùng tàu, ngoài trừ việc anh ấy trong hung dữ và thích gọi video, nhưng tình huống đặc biệt thì gọi video cũng có thể hiểu được. Giang Đào, ừm, công nhận là anh ấy không có gì để phàn nàn phương nhụy đó thấy chưa kiểu đàn ông này là bảo vật hiếm có chỉ cần cậu không sợ anh ấy thì sau này cũng có khả năng trước đây tớ coi trọng khuôn mặt hơn nhưng bây giờ tớ thấy tính cách càng hợp nhau càng tốt đương nhiên khuôn mặt không được quá xấu phải trên mức trung bình ông trùng tàu nhà cậu tuy hung dữ nhưng ngũ quan ưa nhìn dáng người cũng ok phương nhụy nhìn cô đầy ám muội Giang đào không thể không nhắc nhở cô ấy, có người xung quanh, bớt bớt lại đi. Phương nhụy, há há, tối hôm qua lúc tớ đọc tiểu thuyết, không thể không nghĩ đến cậu và ông trùng tàu. Giang đào nhanh chân tới che miệng cô ấy lại. Cháu gái không có ở nhà, bà ngoại đang xem tivi thì chập mắt. Đến lúc tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều, phát hiện tàu an 5 phút trước vừa gửi đến một tin nhắn thoại. Bà ngoại, bà có biết cách sử dụng loa ngoài trời không ạ? À? Nó hơi phức tạp, cháu sợ bà không quen. Bà ngoại, con phải đợi Tiểu Đào dạy cho, buổi sáng con bé đi ra ngoài nên không đọc sách hướng dẫn, còn nói buổi tối sẽ nghiên cứu kỹ. Bà ngoại bị lão thị, dù có đeo kính đọc sách nhưng nếu kêu bà đọc những dòng chữ dày đặc trong sách hướng dẫn, bà vẫn sẽ bị đau đầu. Tào An, cháu vừa đi câu cá về, cháu ghé đưa cá cho bà, tiện thể chỉ cho bà luôn nhé. Bà ngoại, ôi trời, cháu khách sáo thế, phiền cháu quá. Tào An, không sao, cháu bắt được nhiều lắm ăn không hết. Bà ngoại, được, vậy tới đây đi. Trò chuyện xong, bà ngoại dọn dẹp nhà cửa một chút. Trên tủ tivi có một loạt khung ảnh nhỏ, sau khi Tào An đến chơi lần trước, bức ảnh súng răng của cháu gái lúc 7 tuổi đã bị con bé giấu đi, không biết cô đã giấu nó ở đâu. Bà ngoại cười lắc đầu. Bên ngoài có tiếng đổ xe, bà ngoại vừa bước ra khỏi cửa tòa năm đã nhìn thấy Tào An từ trong cốp xe xách ra một chiếc thùng câu cá hình chữ nhật màu đen, mở nắp sẵn bà ngoại ngó vào thấy một con cá trắm cỏ to nặng ba bốn cân đang bơi lội dưới làn nước trong vắt vùng vẫy tung tăng lợi hại phết cháu câu cá ở đâu thế khu câu cá bên kia sông bạch hà có khá nhiều người đến bà đã từng đến đó chưa không bà không được kiên nhẫn như vậy múa máy ở quảng trường là được rồi hai người vừa vào cửa vừa nói chuyện bà ngoại để bà hỏi xem khi nào tiểu đào về tào an không cần đâu ạ à. Cháu tới là vì bà, lát nữa cháu sẽ về, buổi tối cả nhà cháu ăn cơm cùng nhau. Bà ngoại nghe xong thì cất điện thoại. Chiếc loa ngoài trời đặt trong phòng khách, hai người ngồi trên sofa, Tào An giải thích từng chức năng cho bà nghe, sau đó bảo bà tự mình thao tác. Bà là một người học nhanh. Tào An, bà cứ làm lại cho quen vài lần, cháu giúp bà làm con cá kia, nó rất mạnh sợ bà không làm được. Bà ngoại ngạc nhiên, cháu biết làm cá à? Tào An Lúc học đại học cháu thuê một căn nhà để ở, ngày thường khi đi học cháu ăn ở căn tin trường, nhưng cuối tuần và kỳ nghỉ hè thì cháu tự nấu, cơm hộp ăn không quen ngã. Bà ngoại, ừ, tự nấu ăn vừa tốt cho sức khỏe lại đỡ tốn tiền, thanh niên như cháu bây giờ không nhiều đâu. Tào An mỉm cười, cởi áo khoác vắt lên thành sofa, sáng tay áo đi về phía nhà bếp. Nhiều người cao sẽ không tránh khỏi vấn đề gù lưng, nhưng lưng anh thẳng và chân dài, tỷ lệ này mặc quần áo gì cũng đều đẹp bà ngoại càng nhìn càng thấy hài lòng. Tào An vớt cá lên từ bồn nước đối diện cửa sổ hướng nam. Thời tiết tốt nên bà ngoại mở cửa kính, Tào An và bên ngoài chỉ cách nhau qua sông cửa sổ chống trộm. Ông Lý ở phòng 102 trở về, lúc đi ngang qua cửa sổ nghe thấy tiếng thầm thầm thầm, theo bản năng nhìn về phía này, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn đứng bên cửa sổ, hai mắt rũ xuống, tay cầm một con dao, trên dao đẫm máu. Ông Lý hai chân mềm nhũng, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Lúc này Tào An nhìn ra ngoài. Ông Lý đầu toát mồ hôi lạnh, ít nhất ông cũng nhớ người này là ai, lắp bắp chào hỏi, tiểu Tào à, cháu tới tìm tiểu đào sao? Tào An, cháu tới thăm bà ngoại, tiện thể tặng bà con cá, cháu mới tự câu được. Cá. Ông Lý dời bước, đi tới bên cửa sổ nhìn vào bên trong, trong bồn rửa không phải có một con cá đẫm máu sao? Tào An vặn vòi nước, rửa sạch vết máu, khéo léo cạo sạch vẫy cá cảnh tượng hàng ngày vô cùng quen thuộc khiến những mạch máu đóng băng của ông lý nhanh chóng chạy trở lại bà ngoại cũng đi tới xem thao tác của tàu an sau đó khoe với ông lý qua cửa sổ xem tiểu tàu giỏi cỡ nào này ở xa vậy mà còn cố ý đưa cá tới đây lại còn giúp tôi làm cá làm tôi cảm thấy ngại quá lão lý hư trong lòng bà ngại hả một chút ông cũng không nhìn ra bà ngại chỗ nào nhưng ông vẫn khen ngợi tàu an giỏi đấy Tiểu Đào thật là có phúc. Nói xong ông nhanh chóng rời đi, nếu ở lại ông sẽ ghen tị mất. Bà ngoại nhìn bóng lưng ông dần biến mất, nhỏ giọng thì thầm với Tào An, ông ta mỗi ngày đều khoe con trai và con dâu với bà, bà chỉ cố ý khoe khoang tí thôi, đừng để ý nhé. Tào An cười nói, cháu hiểu ạ, à. chỉ sợ người ta nghĩ bà mắt nhìn người kém. Bà ngoại, làm sao có thể? Đứa nhỏ này, đừng nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Đào sợ cháu là do con bé nhát gan bà thấy ở thành phố đồng này không có thanh niên nào tốt hơn cháu. Tào An, nói thật với bà, nhìn bà cháu thấy rất có duyên, làm cháu nhớ tới bà nội cháu. Bà ngoại đang chuẩn bị nguyên liệu làm món cá kho liền hỏi, bà thấy cháu ăn nói khá lắm, ở trước mặt tiểu đào cũng như thế sao? Con gái nhất định thích lời ngon tiếng ngọt. Tào An cục mắt xuống cạo vẫy cá, cũng không trực tiếp trả lời, ở cùng bà cháu thấy thoải mái, cháu nghĩ cái gì đều có thể nói ra được. Bà ngoại, sao thế, ở trước mặt tiểu đào cháu còn lo lắng sao? Tào An, cô ấy khá sợ cháu à. Cô càng nhút nhát, anh càng phải cẩn thận. Giang đào có một buổi chiều chơi bời vui vẻ, 5 giờ cô mới được Phương Nhụy đưa về. Cậu vào trong ngồi chơi một lát. Không được, nếu tớ không về, mẹ tớ sẽ lại lại nhải tiếp mất. Nhìn xe của bạn thân rời đi, Giang Đào vừa vào cửa liền thấy dàn loa ngoài trời mà Tào An tặng cho bà ngoại được đặt ở bên cạnh tivi, đàn phát ra âm thanh bà tự mở sao? Giang đào nhìn bà ngoại từ trong phòng tắm đi ra, vô cùng bái phục. Bà ngoại, bà giỏi như vậy là tốt rồi, tiểu tàu biết bà không biết dùng nên liền tới đây chỉ cho bà. Còn tặng chúng ta một con cá, vừa đúng lúc cháu trở về, bà đi kho cá đây. Giang đào. Cô đi theo vào bếp, nhìn thấy con cá trắm cỏ to tướng, nghe nói là do tàu an tự mình làm sạch. Xong việc liền đi, căn bản là không có ý chờ cháu trở về nếu hai người các cháu không thành, bà muốn nhận cậu ấy là cháu trai, nhưng đáng tiếc bà không giúp gì được cho cậu ấy, không tiện mở miệng. Giang Đào lấy thân phận cháu gái nhanh chóng thể hiện, bà đi nghỉ ngơi đi, để cá cháu nấu cho. Hai bà cháu tranh nhau một lúc, Giang Đào thắt tạp về, đảm nhận công việc nấu nướng. Nhà ít người, một đĩa cá kho cũng đủ cho hai bà cháu ăn no nê, không cần nấu thêm các món khác. Đĩa cá mang lên bàn ăn, Giang Đào nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên chụp ảnh và gửi cho Tào An, "Cảm ơn anh, về tới nhà liền nghe bà ngoại khen anh." Tào An, "Cô không thấy phiền là được." Giang Đào nghĩ về những lời của Phương Nhụy. Nếu đó là một người xem mắt mà cô ghét, không chào hỏi gì mà chạy đến nhà cô để lấy lòng bà, cô có thể tức giận đến mức ném con cá đi. Nếu người đó là đối tượng xem mắt mà cô không thấy ghét, cô cũng sẽ cảm thấy rằng đối phương vượt quá giới hạn, muốn thông qua bà ngoại tạo áp lực cho cô. Hiện tại, cô không có những cảm xúc tiêu cực đó. Điều này có nghĩa là cô có một chút tình cảm với Tào An. Bà ngoại bưng hai bát cơm đi tới, cười tủm tỉm. Giang Đào tò mò hỏi, bà ngoại, nếu những đối tượng xem mắt trước đây của cháu cũng lấy lòng bà như Tào An, bà cũng sẽ giúp họ theo đuổi cháu chứ? Bà ngoại, sao vậy được? Cháu đã nói với bà là bọn họ không tốt, làm sao bà có thể cho bọn họ vào cửa, có đưa vàng bà cũng không lấy. Giang Đào nhìn vào giàn loa. Bà ngoại lập tức nói, cháu chưa bao giờ nói xấu tiểu tàu với bà, hơn nữa bà cũng khá thích cậu ấy. Đương nhiên là nếu cháu chỉ cần nói là hai đứa không thể thành đôi, bà lập tức sẽ trả quà cho cậu ấy. Giang Đào Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác, được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo